thấy người ta thấy cho cái màu như thế nào thì nó vui. Ai xài vậy? Mà để đó đi. Và chia sẻ like giùm em nha mấy tình yêu ơi. Hôm nay hàng cực kỳ xinh mấy chị, mà giá rẻ, nó đầu like sẽ xả hàng 19.000 cho mấy tình yêu mình săn ha. Nhớ chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Chấm bài lên tương tác giùm em ha mấy chị. Hôm nay cái nào nó sáng nha. Vào chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Vào chia sẻ like giùm em ha. Đầu like em xả hàng bơm nha mấy chị nha. Giá 9.000 giùm em ha, 19 giùm em ha. Nhớ là mình chia sẻ like mình chấm bài lên giùm em để theo mấy kiểu logo chia sẻ mấy chị nha. Nhớ chấm bài giùm em để theo logo chia sẻ của mấy tình yêu mình ha. Chấm bài giùm em nha mấy chị nha, chấm bài giùm em ha. Để em dắt mấy cái mẫu mới lên á để cho mấy chị thấy ha. Rồi mấy tình yêu mình chia sẻ like giùm em, hồi bữa nào mấy chị còn chưa mua được set váy hôm nay mình mua nha mấy chị nha. Rồi nhớ chia sẻ like giùm em nha mấy tình yêu ơi, chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha, để săn hàng giùm em chia sẻ mặn tay lên mấy chị. Nhiều hàng hot quá mấy chị ơi, càng ngày càng giờ nhiều hàng hot thôi mấy chị, hot cưng lắm luôn á mấy chị. Mấy chị ơi sẵn đây thì em cũng nói luôn mấy chị nào mà cảm thấy với mấy chị mua hàng online với mấy chị, mình đã chấp nhận mua hàng online thì mình phải tốn tiền ship mấy chị ha. Đã mình chấp nhận mua trên live thì mình phải tốn tiền ship mấy chị, giống như em đi mua hàng của người ta không vậy mấy chị, thì cũng phải tốn tiền ship đâu, chứ đâu phải mà ai cũng miễn ship đâu mấy chị. Đó nên là mình chấp nhận mua hàng online thì mình cũng phải chấp nhận tiền ship thôi, phải tốn tiền ship. Nên là mấy chị đừng có đặt xong thì mấy chị hỏi ủa không có miễn ship cho mấy chị, em chưa bao giờ nói miễn ship cho ai ấy. Là em có ghim bài luôn ha, em cũng đã có ghim bài là nói là ship là bao nhiêu, ship đồng giá giùm em là 30.000 mấy chị ha, ship tỉnh đồng giá 30.000 em có đăng mà trước em chưa bao giờ nó miễn ship nữa mấy chị chọn cho đã rồi mấy chị nó ủa không miễn ship ó mấy chị xả ra đó. Em cũng nói trước trên live luôn ha, em cũng dễ lắm mấy chị, nhưng mà chị nào mà khó quá thì thôi đừng có mua bên em nữa mấy tình yêu ơi. Em bán hàng đó mấy chị, một là rẻ đúng không mấy chị, một mình bỏ tiền ra mình rẻ thì mình phải chấp nhận tốn tiền ship đúng không mấy chị. Còn ở chỗ khác mấy chị kia nó sao em mua như đó được miễn ship, mua hai bộ được miễn ship. Thì mấy chị qua bên đó mua đừng có mua em mới họ luôn, nếu rẻ sống không qua bển mua em làm gì mấy chị, phải em bán rẻ hơn mấy chị mới mua đúng không, chứ bình thường chẳng ai mấy chị ai cũng có cái não mà đúng không mấy chị. Ở đó bán rẻ miễn ship sao mấy chị không mua, chứ mấy chị qua em mấy chị mua chi rồi mấy chị hỏi vậy mấy chị. Em bán là em nói giá thật luôn rồi, nói sao là em bán vậy ha. Còn cái set váy em nói luôn, cái set váy này nè mấy chị, cái set váy cô tông thôi mấy chị ha, hồi bữa em có báo trên live là 65.000. Chị nào xem live của em sẽ biết thôi là em báo cái mẫu đó là 65.000. Nhưng em nói mấy chị nghe là về với mấy chị có cái cây thôi, có cái hàng cô tông này nó kỳ đó mấy chị, có nghĩa là có cây vải mỏng, có cây vải dày. Em cũng không biết trước được nữa. Nên là về thôi, em nói chung là em lời như đó là em lời được coi như 9.000, nhưng bây giờ em xem cho mấy chị xuống 6.000 là em còn lời 3.000. Đó coi như em bán dồn đâu, nói chung là cố gắng cho mấy chị thêm thôi chứ em thật sự luôn á. Chứ nếu người ta bỏ ra mua thì người ta cũng phải có xứng đáng cái đồng tiền mấy chị đó. Nên là em sẽ sale cho mấy chị xuống là 59.000 mấy chị nha đó. Nên là hồi bữa chị nào có mua cái set váy là em cũng đã sửa lại 59.000. Chị nào có thì báo giùm em mấy chị thôi, đó là em đã sửa lại 59.000.
Trừ khi nào em tính tiền cho mấy chị là 65 ngàn, mấy chị có quyền kiện cáo em hay gì nha mấy chị nha. Đó là em đã sửa lại hết rồi. Nhưng mà khách em chưa bao giờ, hồi bữa đó em chốt đơn khách không bao giờ nói gì hết. Khách không bao giờ hỏi là em sao 59 hay là 65. Đó, bữa đó là khách không bao giờ hỏi em vậy. Nhưng mà có, trừ khi nào em chốt đơn cho mấy chị đó mà em báo giá 65 á thì mấy chị có quyền nói em mấy chị ha. Rồi cái vấn đề nữa mấy chị, bên em có mình em là cháu em làm thôi, nhiều khi có sai sót có mấy chị. Nên là chị nào mình mua nhiều hay mua ít gì cũng vậy, mình nhìn giùm em cái bill, mấy nhìn giùm em cái bill mấy chị ha. Đó, còn chị nào không có tin nhắn được á thì mình nhìn giùm em cái bill có in giá tiền trong đó mấy chị. Giờ nhà mình cộng lại giùm em, giờ mà cộng với 30 ngàn thì ship giùm em mấy chị ha, ra giá tiền. Nếu mà bên em lộn em sẽ chấp nhận chuyển khoản lên cho mấy chị. Này nhiều khi là nhiều khi không có cái nào mà không có sai sót hết mấy chị. Em sẽ chuyển khoản lại cho mấy chị liền luôn, chứ không có lấy đồng bạc đồng của mấy chị ấy. Đó, chứ mấy chị nghĩ mấy chị ơi trả có 10 ngàn nha mấy chị mới gì lên, mấy chị nói giọng như là ông nậu người ta vậy á. Trời, mấy chị thì luôn ai làm gì chẳng sai sót, nhiều khi hộp dịch nó còn lộn mấy chị con ngừ mấy chị. Mà lên nói giọng như là cha ông nậu người ta vậy, có 10 ngàn thôi mấy tình yêu em chỉ lương sao phải em banh liền. Rồi tí nữa nhân viên em nó cộng lại là do nó cộng nhầm, do nó bị cộng nhầm mấy chị, chứ không phải bị thiếu tiền. Nó báo nhầm số tiền thôi, có nghĩa là 180 mà nó báo một, tổng tiền là 190 nhưng mà nó báo 180 thôi mấy chị, nên đâm ra là sẽ lộ 10 ngàn. Đó là tại vì nó báo lộn chứ phải bên em nhầm tiền đó. Đó mấy chị thấy không, mà làm hết thiệt luôn á. Em nói sao có nhiều người mua đồ đó mà lạ kỳ đó mấy chị, thiệt luôn á. Có 10 ngàn nha mấy chị, thiệt luôn á. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy tình yêu ơi. Xe đen không có 30kg chị, có xe nhỏ thôi em, có xe có nó đó bạn nó xe lớn mà báo xưởng chị, không có xe lớn chị ơi. Có là em báo mấy chị rồi, xưởng có xe lớn báo mấy chị rồi. Rồi cái bài này nó không cho vô cảnh báo nè mấy chị, đây nè, không cho vô cảnh báo đã một hình như là bài này mới đặt một hai lần gì nè mấy chị. Đang không cho địa chỉ không có bắt cường lắm mấy chị, thiệt luôn á. Chữ ngoài mà nghiệp ngoài đây nè mấy chị, mua hàng sale không mà em nói thật luôn á, đã sale một lần là lỗ rồi, bây giờ sale thêm một lần nữa đó mấy chị thấy không. Này là mua hàng chốt đơn ok ok mà không cho địa chỉ mấy chị, gửi gì đâu, gửi về mộ nó hay gì chứ biết nữa, gửi lên bàn thờ cho nó hay gì với mấy chị. Toàn là ok ok là không có gửi địa chỉ mấy chị hai ba lần rồi, mà tại vì em quên cho vô cảnh báo mấy chị thôi, chứ ai mà bơm hàng là xả hàng bên em mà cho vô cảnh báo luôn. Rồi một cái bà kia nữa đâu đây nè, bà này nè, mua hàng cũng 8, 10, 8, 9kg hôm nay online em xả 9 ngàn luôn, rồi xả hết luôn mấy chị. Cùng hàng giao vậy mà tốn giao đi giao lại 70 ngàn mấy chị, 70 ngàn vậy đó. Em nói là em lơ thiệt không á, em cũng hiền, em nói em không có chuẩn mà em nói hoài, em dịp hoài à. Cục hàng gì mà giao nè mấy chị, giao đi đâu lại tốn 70 ngàn để ship của em mà cuối cùng giao đi về nè mấy chị, thấy không. Đó thì em giỏi, em cũng giỏi lắm luôn, thì cái chị nào vô mua hàng của em sẽ biết thôi, em cực kỳ giỏi luôn. Em ở ngoài em cũng cực kỳ dễ thương mấy chị, mà mấy má này gẹo cái nương không mà gẹo lắm mấy chị. Rồi chia sẻ lên giùm em nha mấy tình yêu ơi, hôm nay lượng tương tác kém quá à. Hôm nay em nghĩ có ngày mà tương tác kém á, rồi nhớ chia sẻ like giùm em nha. Còn nhắn tin cho em là chị lên xét bé trai game lựa đủ đơn với mấy chị, mà không có cho địa chỉ em không biết ship về đâu nữa, thiệt luôn, không biết ship lên bàn thờ cho bả hay gì mấy chị, thiệt luôn. Rồi mình chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Rồi cái bộ này giùm em trai gái mặc được mấy tình yêu ơi, size này giùm em là 14-15kg vừa nha mấy chị nha. Đây 14-15kg vừa chốt mon mấy chị, mon giùm em hơn 19 ngàn giùm em luôn, ai chốt mon lên mon 19 nha, chắc này là chắc bô rip luôn. Size 14-15kg vừa đây nè mấy chị, chắc bu điếp giùm em ho. Rồi ai chốt mon lên mon giùm em 19 ngàn, mon 19 ngàn giùm em mon nha mấy tình yêu, ai chốt mon thì lên mon giùm em. Rồi size này giùm mon 19 cho vịt ếch tơi, cái gì vịt ếch tơi có mấy chị hốt thì không nên nhiều, size rẻ lắm thiệt luôn cái bé bà này. Rồi chốt cái mã này lô size này 14, 15, 16kg vừa, chốt em pyjama luôn, pyjama này giùm em 19 ngàn luôn mấy chị, đây chắc lộ luôn nè. Rồi tình yêu là chốt pyjama lên pyjama giùm em nha. Size 14-16kg vừa, tay dài quần dài pyjama cắt lụa satin cho em 19 ngàn. Nhớ là có logo chia sẻ giùm em nha mấy tình yêu ơi, 19 ngàn. Rồi xả hết, xả hết 19 ngàn luôn. Rồi cái này giùm em size này có 17kg luôn nha chị Phạm Phượng ơi. Có nhiều size đó mấy chị, nhưng mà em 19kg 16kg 19kg Để chẳng đàn thị mén nha. Từ từ mấy chị, em xả hàng lẻ size trước rồi em lên cho mấy chị nha. Xả hàng lẻ size. Rồi size này chốt cho em thôi mấy chị, hơn 10-12kg vừa chốt đáp. Mấy chị ơi đây cái quần giùm em nè, 10-12kg vừa nha, đáp giùm em 19 ngàn. Ai chốt đáp lên đáp 19 ngàn giùm em luôn, 19 đáp 19.
Rồi cái áo Tommy này giùm em luôn, có cái này ba xe 33S nè, nên em tặng mấy chị 39.000. Đây áo Tommy 39. Size này giùm em là 12 13 kg vừa ha. 11 đến 13 kg vừa. Ai chốt áo lên áo giùm em luôn, xem mấy tình yêu mình 39.000 thiệt sự luôn. Cái áo polo này là 39.000 mấy chị. Xả viết cho mấy bà đầy đi thiệt luôn á. Em nhắn tin hoài luôn mấy chị, có em không phải là em nhắn tin một lần mấy chị không thấy em nhắn hoài, có mấy chị hỏi em hỏi là mấy chị ơi con em xin địa chỉ em nhắn hoài luôn. Đát 19 luôn. Đát cho mình phụ. Có nghĩa là em sẽ nhắn tin hoài luôn mấy chị, em nhắn tin chị ơi cho em xin địa chỉ, chị ơi cho em xin địa chỉ quá đáng lắm. Em mới nói là chị ơi bây giờ chị có lấy hàng 13, hay không? 16 kg đâu. Cái này nè. Em mới là chị ơi, ơi chị có lấy hàng hay không? Còn em địa chỉ đó là câu cuối cùng em nhắn như vậy á, giờ không lấy thì thôi mấy tình yêu ơi, chứ phải mà em nhắn một hai câu vậy thôi mấy chị. Nên mấy chị đừng nói là ờ em không thấy tin nhắn của chị thiệt luôn á, em nhắn hoài luôn á. Rồi mấy chị ơi, anh mấy chị ơi bây giờ mấy chị là khách mới á mấy chị, mình cho mà em quên cho em cái địa chỉ cho mình ở trên đây giùm em luôn nha, tại vì cái trang bay ở đây bị lỗi ai cũng bị hết trơn, tin nhắn khách mới là nó sẽ không có thấy ha, nên em sẽ không thấy được mấy chị. Rồi trường hợp mấy chị đi làm em không có điện thoại xin địa chỉ được, mấy chị cho trên đây giùm em mấy chị ha. Rồi em rồi mấy chị cho xem em ấy ra rồi em in bill ra xong rồi mấy chị xóa giùm em nha mấy chị nha, xóa giùm em ha. Rồi ngày mai em điện thoại em báo bill là bao nhiêu tiền thôi. Rồi đây mấy chị ơi, bộ này giùm em lô size này 14 15 luôn. Chốt em là mã này mã đen nha mấy chị nha. Đát đen giùm em thôi đây nè. 14 15 kg vừa đát đen giùm em nha. Rồi 10 19 ngàn. Đát đen size 14 15. An Nguyễn nhắn tin đồ đi chơi như vậy. Ai chị nào? An Nguyễn nhắn tin đồ đi chơi 8 kg. Dễ hả? Thôi tại An Nguyễn chị khách mới đó chị ơi, cái fanpage nó bị lỗi không nào được. Tin nhắn khách mới chị ơi. Bị biết sao mấy chị, nó cái game bay nó bị lỗi, nó không nhận được tin nhắn khách mới luôn mấy chị. À anh ghim cái Facebook của em qua. Rồi, bây giờ em ghim cái Facebook của em cho mấy Thanh Thảo còn á chị ơi. Rồi Thanh Thảo còn, cho Thanh Thảo chốt thêm cái gì để em gửi luôn. Rồi cho em mã này nha mấy tình yêu ơi, đây 8 kg vừa nè, 8 đến 9 kg vừa, dây 19 ngàn cho em luôn, dây 19 cục này 8 kg luôn mấy chị, nó mấy chị chốt với em sale luôn đây. 8 đến 9 kg vừa nha, chốt em dây 19 ngàn đó, chị nào có mua giờ cho cháu hay là mua giờ cho con mình để dành mặt á mấy chị, cứ mua có 19 ngàn để về luôn. Rồi chốt thì lên cho em nha. Mã dây 19 ngàn. Rồi 8 đến 10 kg vừa, chốt em mã mèo sale mấy chị luôn 39 ngàn. Bộ 3D bán 59 giờ sale 39 ngàn. Chốt cho em tình yêu em, chốt cho em mã mèo nha mấy tình yêu ơi, size 8 đến 10 kg vừa nha, hàng 3D 19, ơ lộn 39 ngàn. Nhắn tên thôi, Nguyễn Ngọc Huyền hả chị? Mấy chị nhắn tên qua đến Nguyễn Ngọc Huyền mà em mai. Trang bay nó bị lỗi gì không? Trang bay nó bị lỗi rồi. Ai cũng bị lỗi chị ơi, không phải là do. Rồi bộ này giùm em 8 kg vừa nha, chốt cho em mã này mã số 3 luôn, 19 ngàn mã 3. Mã 3 giùm em thôi, ai chốt mã 3 lên mã 3, 8 kg vừa 19 ngàn, chốt cho em mã 3. 8 kg thôi mấy chị, mấy chị hốt giùm em mới thiệt luôn á, cái bà này thiệt. Mã 3 Quỳnh Phượng. Mã 3 cho mấy Phượng. Rồi 8 kg vừa luôn, chốt em ngựa 19 ngàn, ngựa 19 ngàn dễ thương á mấy chị bộ ngố. 19 ngàn nha, ai chốt ngựa lên ngựa giùm em luôn, 19 ngàn giùm em luôn, ai chốt ngựa lên ngựa 19. Chả 8 kg không mà, ơi mấy chị ở hốt giùm em đi. Mấy bay nó bị lỗi chị ơi, mấy bay như là. Mã 3 nè, anh mã 3 là anh này lại chín cái bao bỏ vô. Mã 3 19 ngàn. Rồi chốt cho em mã này á, mấy chị ơi hàng 8 kg bà còn xả nữa chứ. Rồi đây chốt cho em mã này mã mon giùm em nha, 8 đến 10 kg vừa, chốt em mon. Mon này mấy chị 8 đến 10 kg vừa mon giùm em thôi, 8 đến 9 kg vừa mon 19 ngàn luôn, ổn le. Ai chốt mon lên mon giùm em nha, 19 ngàn. Trời ơi, 19 ngàn mà size 8 kg không mà mấy chị. Rồi qua mẫu. Rồi vàng luôn, vàng 8 đến 9 kg vừa nha, chốt em vàng luôn, vàng 19 ngàn giùm em. Ai chốt vàng thì lên vàng giùm em 19 ngàn, cái cục đó mua 19 thôi. Rồi. Thảo Phương nhắn tin quá trời luôn rồi, Thảo Phương ok. Hả? Thảo Phương là ai? Thảo Phương thân mới là có đâu. Rồi chốt cho em mã này size này 15-16 kg vừa, chốt cho em mã này mã số 6 nha mấy chị nha, mã số 6 19 ngàn đây. Size 15-16 kg vừa nha, mã số 6 giùm em thôi mấy chị ho, mã số 6 19 ngàn. Rồi em coi còn cái gì em xả cho. Mã số 6 19. Rồi 15-16 kg luôn, chốt cho em mã cam luôn mấy chị 19 ngàn, mã size giùm em là tay ngắn quần dài nha mấy chị nha. Tay cam 19 ngàn cho em luôn. Size 15-16 kg vừa giùm em nha mấy chị nha, cam. Cam. Cái bà nào nữa nè. Rồi size 32 nha mấy chị nha, size 32 33 kg vừa, chốt cho em mã 13 luôn, mã 13 giùm em 49 ngàn đây. Mã 13 em 49 nha, size 32 33 kg vừa. Bộ ngố cho em nha, sáu nách ho đây. Mặt sau giùm em nè.
Chốt cho em mã 13 nha, 49.000 em, lô size 32, 33 kg vừa. Đó, chị nào hốt sale thì hốt giùm em cái mẫu này đi. Nhiều hàng quá. Má cam. Cam. Má cam như chị Phạm Thượng. Cam. 19.000. Mã 13 gì? Mã 13 49.000. Mã 13 cho chị Phạm Thượng nha. Đặng Huỳnh Văn Đặng đừng chốt cho bả nữa, bả chốt gần 2 cái bả không chốt thì mua hàng sale không. Rồi size này giùm em 10 kg nha mấy tình yêu ơi. Mà hình Huỳnh Văn Đặng vậy nè. Đặng Huỳnh Văn Đặng đó nhớ không? Rồi size này 9 đến 10 kg 10 mấy chị nha, chốt cho em mã này mã 15. 15.000 nha mấy tình yêu ơi, 15.000 đây. Ai chốt mã 15 lên mã 15, size 9 đến 10 kg 10 giùm em không? 15.000. 15.000. Rồi có 19 kg nha chị ơi. Có đem lên cho. Size 10 12 kg vừa, chốt em mèo nha mấy chị nha, mèo 19.000 luôn đây. Mèo 19.000 giùm em, size 10 12 kg vừa nha, mã size giùm em nè. Rồi ai chốt mèo lên mèo giùm em 19.000 mấy chị ơi, săn hàng xe đầu like nha mấy chị nha, để em xả ví thôi cho nó nhanh. Rồi 19.000. Rồi chốt cho em mã này, size này giùm em là 30 nè mấy chị, 30 32 kg vừa nha, chốt cho em là mã dây. Dây giùm em nha, 30 32 kg vừa, mã dây giùm em 39.000 luôn, dễ thương quá mấy chị. Dây 39.000 giùm em, 30 32 kg vừa. Ai chốt thì lên giùm em mã dây. Này nó. Rồi size này 18 kg vừa nha, chốt em mèo 19.000. Mèo. Dây. Mã mèo. Mèo nè 19.000. Mèo cho chị Phạm Phượng. Phạm Phương. 19 thôi. 19.000 luôn. Rồi. Hết bên view hả? Bấm lại. Rồi chốt em mã này mèo nha mấy tình yêu ơi, 18 kg vừa nha, mèo 19.000 luôn. Ai chốt mèo lên mèo 19.000 rồi. Rồi ai chốt mã nào lên mã đó giùm em thôi, rồi còn dưới đó hàng sale á mấy chị, ai chốt thì lên giùm em rồi qua mẫu. Ừ cái này sale 19.000 mấy chị. Mã dây. Dây 39. Dây cho chị Phạm Thượng luôn nha. Rồi size này 10 nè mấy chị, 10 12 kg vừa, chốt em mã số 4 luôn. Mã số 4 em sale với chị luôn 19.000 đây nè mấy chị, mã số 4 19.000 đây, mã 4. Mã 4 giùm em nha, đây ai chốt mã 4 là mã 4 giùm em ha, mã 4. Size 10 12 kg vừa, tay ngắn quần dài luôn, sale 19.000 mấy chị thấy ghê không? Thật sự luôn á. Rồi em qua nha mấy tình yêu ơi, qua. Chị Hiền Nguyễn comment gì chị ơi? Má mèo người ta chốt rồi chị ơi. Mèo 18 kg con. Đây 19.000. Mèo 18 kg cho chị Đặng Thị Mán. Anh có cái bộ thủy thủ màu xanh nó trong cái thùng á, anh chờ xuống thấy giùm em cái áo màu trắng này, cái quần màu xanh trong cái thùng này, thùng giấy, thùng bao á, thấy không em xem không? Rồi mấy tình yêu ơi, mình lên cho em nha, hôm nay nhiều màu hồng quá mấy chị. Rồi. Đúng rồi, đây em sale luôn. Rồi cái set này mấy chị ơi, ai chưa chốt thì chốt giùm em thôi. Đây sale mấy chị luôn, hàng TH cho em nè. Rồi 35.000. Rồi chốt cho em mã này nha mấy tình yêu ơi. Mã này giùm em, size này cỡ 17kg nha mấy chị nha. 17kg vừa giùm em. 17kg vừa giùm em nha. Rồi ai chốt mã này lên cho em xanh nha mấy chị nha. Set thủy thủ có quần bên trong luôn. 35.000, 17kg vừa giùm em ho. Bé nào ốm ốm thì 18kg. Cái đó mới thì 18 kg cũng ok luôn. Rồi chốt cho em mã này giùm em mấy tình yêu ha. Mã xanh giùm em nha, 35.000. Rồi ai chốt xanh lên xanh, rồi em qua mẫu. Rồi em qua nha mấy chị nha, em qua. Hàng xe còn nhiêu đó. Rồi em qua. Xanh 35. Đó lấy đi. Xanh 35 cho chị Thu Huyền. Còn mấy bộ màu hồng nữa, còn mấy bộ màu hồng nữa nè. Em có thời gian, còn bộ màu hồng nữa. Rồi size này là 16kg vừa nè mấy chị, 16kg vừa giùm em thôi. Chốt cho em mã này mã số 6 luôn. 16 kg vừa mã số 6 rồi em xả mấy chị luôn 19.000 thật sự luôn, bộ này carbon giúp em bán 55.000 đó mấy chị. Chốt cho em mã số 6 luôn nha, mã số 6 giùm em thôi. Ai chốt mã 6 là mã 6. 16 kg vừa giùm em nha mấy tình yêu ơi. 19.000 rồi qua mẫu. Hết hàng sale quá mấy chị. Cái gì? Ờ mà hổng anh bao nhiêu? Ờ còn cái quần không? Có cái quần không? Cái quần đây luôn. Mấy hả? Rồi mấy chị ơi, con ngựa này giùm em thôi. Em còn size này là 18 nè mấy chị, 18 20 kg thôi mấy chị ơi, đây. 18 20 kg. Với lại size này giùm em là size size 30 kg thôi, 28 30 kg vừa, không có quần thôi để mai em kiếm cho. Rồi chốt cho em mã này luôn mấy tình yêu ơi, mã ngựa kèm số ký giùm em còn đúng 2 bộ, mã này còn 2 bộ mấy chị. Mã 6 19.000 luôn. Hết
Không chị ơi, tôi quay điện thoại chị ơi, chị có địa chỉ không chị ơi? Khách mới lỗi, khách mới. Đúng rồi, đúng rồi. Ý là nó bị lỗi mấy khách mới mấy chị. Ừ, ý là mấy chị nào mà chưa từng 19 nha. Ý là mấy chị nào mà chưa từng mua hàng bên em đâu, hôm qua hết chị hôm trước á. Em đúng rối đúng rồi, là ai cũng đã nhắn tin rồi mà em đâu có thấy tin nhắn đâu mấy chị. Em phải gọi điện liên tục, em phải nhắn tin qua Zalo luôn á. Nên là ngựa mấy ký. 59 ngàn em thôi đây, 59 ngàn. Ngựa bao nhiêu ký chị Phạm Phượng ơi? Ngựa em còn 2 bộ, em còn size 18, 20 với lại size 28, 30 ký mùa. 20 ký có nè. Rồi em còn một bộ nữa, 59 ngàn. Ai chốt ngựa lên ngựa giùm em mấy chị ơi. Chị Phạm Phượng ngựa bao nhiêu ký chị ơi? Ngựa 20 ký chốt chị Thu Quyền nha. Nên là mấy chị nào mình ấy mình không cảm giùm em hết mấy chị ơi. Nên mình không cảm giùm em thôi để em lơ rủ sai cho mấy tình yêu cho. Ngựa 19k là gì vậy? Ngựa 19. 19 ký á. Em hết ngựa 19 rồi. Chị Phạm Phượng ơi. 19, 20. Ngựa em còn size 28, 30 ký nha. Ai chốt lên giùm em 59 ngàn nha mấy tình yêu. Qua màu bơ nè mấy chị, qua màu bơ. Màu bơ em còn size 20 nhiêu quên rồi mấy chị. Size 27, 28. Size 29, 30. Size 18, 20. Size 21, 22. Rồi ai chốt mã này lên kem là màu bơ nè mấy chị. Màu nào cũng xinh đó mấy chị. Chốt mới có 59 ngàn đây. Xét vé có quần bên trong cho em thôi. Rồi ai chốt thì mình lên giùm em để em kiếm hàng theo ri cho mấy tình yêu ơi. Còn hai cái này chị ăn biển có đồ đi chơi 8kg không? Còn 8kg con trai nè chị ơi. Có rồi chị, có thôi nhưng mà chứ sao ta. Em còn mấy con này sale nè, chắc cỡ 8kg á chị. Đây nè chị yêu ơi, có lấy thì lấy nè, em sale cho hết luôn đây nè. Bơ 18kg. Bơ 18 có. Bơ 18kg chị. Bơ 59 ngàn nha mấy tình yêu ơi. Ai chốt bơ lên bơ, từ từ em xem. Bơ gì con? Lấy cái khác bơ nha, rồi bơ em còn size 20 đến 30 ký rồi. Bán gì đó, xem hồng dây phía sau đi chị. Xem hồng dây phía sau hả em? Đây nào, cái này hết tình yêu, cái này hết tình yêu, cái này 69 ngàn. Hồi bữa em bán màu, em hồi bữa em bán có bán màu kem vô ha. Kỳ này em về được màu hồng. Em có size từ 8 ký giùm em mấy chị ơi, đến 17 ha. 17 ký vùi em, bé nào mà nhỏ nhỏ thì 18 ký giùm em. 69 ngàn dễ thương lắm mấy chị. Mấy chị đây nè, dễ thương lắm mấy chị ơi. Hồi bữa em bán màu kem là hết rồi nha mấy chị nha. Về được màu hồng lại cho em hàng TH nha, bao đẹp cho mấy chị luôn. Chừng là chị nào chuẩn bị đi tiệc là mua liền mấy chị ơi. Rồi chốt cho em màu bơ nè mấy chị. Tại em lên nè, có bé trai 30 kiểu nha chị ơi. Rồi ai chốt bơ lên bơ giùm em cho mấy tình yêu ơi. Bơ nè mấy chị, ai chốt bơ lên bơ giùm em kèm số ký giùm em thôi. Em còn size 20, 22 ở size 20 đến 30 ký vừa. Rồi 59 ngàn màu bơ. Rồi em qua mẫu mấy chị, muốn lên bé trai bé gái báo em nha mấy tình yêu ơi. Rồi cái này giùm em nè mấy chị, hổ 8 đến 10 kg vừa, hổ giùm em nha. Rồi sale 39 ngàn, ai chốt hổ lên hổ 39. Rồi gu xì đỏ nè mấy chị, mặc sao ha. Đây gu xì đỏ, cái này trai gái mặc được 29 ngàn. Rồi tình yêu là muốn chốt thì mình chốt, vậy em sale cái đống này cho nó hết. Gu xì đỏ này chị An Nguyễn. Từ gu xì đen ở đâu rồi, có cái gu xì đen ở đâu ta. Rồi body mấy chị 8 kg vừa nha, body giùm em ha. Body nhiêu mấy chị, 15 ngàn luôn. Rồi ai chốt body thì lên body giùm em. Có chị nào mua về tặng cháu thì mua ủng hộ mấy bộ này cho mấy chị. Đi chơi cái xe có cổ nằm ở đâu rồi, nó nằm ở đâu hết trơn. Rồi em qua mẫu nha mấy tình yêu ơi, qua mẫu nha. Rồi còn mấy bộ dài này em xả luôn, xong qua hàng mới cho. Rồi chốt cái mã này mấy chị ơi, size này 30, 33 kg vừa, 30, 33. Size này là size 30 kg. Dạ size này nữa. Size này giùm em là size trời, em còn cái này là 30, 33 kg vừa thôi, 30 đến 33 kg vừa. Rồi chị nào chốt em còn mấy bộ thôi, xả luôn với tình yêu mình. Chứ là em còn một bộ size 21, 22, 23 kg nữa. Rồi chốt cho em mã dài nha mấy chị nha, dài ớt giùm em xả luôn 39 ngàn, xả luôn cho nó hết. Dài ớt giùm em 3. Body là gì vậy? Body 15 ngàn đây nè. Body cho chị Phạm Phượng. Có set 30 kg nè chị, đỏ đỏ ơi. Có chị em mới lên đó, set về coi em có ngố quá ấy luôn mấy chị. Mua 15 ngàn. Trời em còn cái váy thủy thủ thì cũng đẹp lắm nè. Chốt đi chị yêu ở đây nè. Chị thẩm thượng chị chốt gì cho cháu thì chị chốt đi đây. 8 kg giùm em thôi dễ thương mấy chị. Rồi xả luôn cho chị nha, trên like rồi 35 ngàn đi dễ thương quá. 35 ngàn giùm em thôi. Có chốt thì chốt cho em trắng nha mấy tình yêu. Có dây kéo ngoài sau luôn. Size này giùm em 8 kg vừa nha. Rồi trắng 35 ngàn. Rồi bộ dài này giùm em còn size 21, 22, 23. Size 30 đến 33 kg vừa, chốt cho em là dài ớt nha mấy chị nha. Đây, em xả trên like cho mấy chị 39 ngàn, chắc cô tông cực kỳ đẹp luôn mấy chị. Dài ớt kèm số ký giùm em nha, xả luôn 39 ngàn. Em còn có mấy bộ ở đây mặc sao nè. Cái này trai gái mặc được giùm em thôi. Rồi ai chốt thì dài ớt lên dài ớt giùm em.
39.000 nha mấy tình yêu ơi. Tầm trắng 35k. Rồi đây luôn. Tầm trắng 35k cho chị Phạm Phường. Đó chị mua về tặng cho cái cháu chị, em nói thật luôn rẻ lắm luôn á, lấy cái bao tính cái bao. Đây. Rồi đây. Rồi em qua tại vì cái móc quá rồi. Đồ bơi em có size từ 8kg đến 18kg. Vừa chốt em đồ bơi nha mấy chị nha. 39.000 mặt sau nè. Nó kèm cái dây cho mấy chị. Mấy chị về mấy chị muốn, nói chung là mấy chị muốn đen sao cũng được hết trơn. Nó kèm cái dây như vậy nè mấy chị. Chốt kèm là mã bơi kèm số ký nha. Size từ 8 đến 18kg vừa. Rồi 39.000. Rồi từng yêu là chốt thì chốt với còn gì hôm nay em sale nốt. Rồi qua mẫu mấy chị. Rồi chốt kèm mã này mã mò. Xét váy giùm em thôi đây. Để rồi bé cha hai mẫu kia sale á Phượng. Phượng đâu? Nhưng mà hỏi còn một đồ cha sale. Ủa con lấy cái bộ này Phượng cũng xì đẹp nè. Nhưng mà còn màu đen cái là màu đen cái là màu này hay sao á. Màu đỏ hay sao á. Con lấy cái Phượng rồi đây nè. Con hổ này cũng vậy nè. Con mua để dành cũng được. Một hổ thì mở sale 39.000. Còn này thì 35.000 đó. Mua xì 35. Không có lấy thì con lấy. Để dành cho mốc kem bé mặt này mở dắt lên mốc á. Nó... Rồi qua mẫu nha mấy chị nha. Không có đồ cha, đồ bê. Không có đồ bê bé trai chị buồn lắm chị ơi. Không có đồ bơi với trai mấy chị cái này đâu. Do xưởng đó thanh lý nè em ôm vậy em tặng cho mấy chị á. Rồi đây chốt em mã này mã mon kèm số ký nha mấy chị nha đây nè. Size 8 đến 37kg vừa giùm em luôn. Nhí 59 đại 69 giùm em mấy chị nha đây nè mấy chị dễ thương không. Có vừa bên trong hàng 3D lợi 1 mấy chị nhìn cái tay nó vì như vậy nè mấy chị. Xinh lắm luôn á bé mặt cưng lắm. Rồi ai chốt mã này thì mình lên cho em là mon kèm số ký giùm em nha. Size 8 đến 37kg vừa. Nhí 59 giùm em đại 69 thôi đây. Ai chốt thì lên giùm em nha, 5969 giùm em luôn. Mã này là mã mon kèm số ký nha mấy chị yêu ơi. Mon mon. Mon. Mon 17 ký. Có 17 ký. Mon kèm số ký nhí 59. Mon 17 ký cho chị Phạm Phương. Phương. Rồi đây. Mon kèm số ký giùm em mấy chị nha. Phương này là hơi rộng mấy chị yên tâm đừng có chịu hao nhiều nha mấy chị yêu ơi. Mình thấy mà rộng rãi thì mình chịu hao vừa vừa thôi, đừng chịu hao nhiều quá tại phơm này nó phơm rộng. Rồi ai chốt mon lên mon dễ thương lắm mấy chị, có 5969 ngàn thật sự luôn á, không kiếm đâu đồ giao bộ đồ dễ rồi đây cái quần mấy chị nhìn nè. Cưng lắm luôn á, em có đăng video mà em quay cận cận của cái vải này nè mấy chị cứ vào xem giùm em thôi đó, từ đường may mũi chỉ giùm nó. Rồi ai chốt mon thì lên mon em nha, size 8 đến 37kg vừa, dí 59 đại 69 giùm em luôn. Rồi qua mẫu. Rồi con gấu này em còn mấy bộ mấy chị, em còn size 15, 16, 17, 18 size 30, 33 kg vừa, size 34, 35. Rồi mã này với tình yêu mình chốt cho em, mã này là mã gấu giùm em luôn, gấu. Gấu em còn vô đây em hết luôn rồi đây nè mấy chị. Ngố giùm em nha, nhí cũng 59, đại 69 luôn đây nè mấy chị. Không ai bán rẻ hơn em đây, nó thật luôn, không ai bán rẻ hơn em hết trơn. Rồi ai chốt gấu lên gấu giùm em kèm số ký cho mấy tình yêu ơi, gấu nha. Em còn size 15 đến 18 kg vừa, size 32 đến 35 kg. Rồi ai chốt thì lên giùm em mã gấu. Ủa rồi. Gấu kèm số ký giùm em nha mấy chị nha, gấu gấu. Gấu 17 kg. Có 17. Gấu 17 kg cho chị Phạm Thường. Mấy chị khách mới nhớ anh bóc. Mấy chị khách mới nhớ anh bóc ba kèm cá nhân của em cũng được nha mấy chị nha. Cái nick em đang ghi có ghi chưa? Cái nick em đang ghi với mấy chị, cái nick em đang ghi với mấy chị, nhắn tin qua đó giùm em mấy chị nha, nhắn tin qua đó giùm em ha, để em chụp qua cho mấy chị xem mấy mẫu mấy chị, rồi tổng giá tiền, rồi tiền, rồi tiền ship, rồi với lại mấy chị kem xin địa chỉ nha. Em bắt qua tại trang bay đây bị lỗi. Rồi ai chốt gấu lên gấu giùm em mặt sau nè mấy chị, dễ thương quá. Cưng lắm luôn á, em hỏi những cái mẫu này hả, không thể nào bỏ qua được luôn á. Con em càng ngày nó càng ngập đồ. Rồi ai chốt thì mình lên giùm em ha mấy chị ha. Bơ 20kg, bơ mon 20kg. Bơ mon. Bơ là màu mon hả? Chị Phương chốt lên số điện thoại cho em mấy chị ơi. Bơ nè. Mấy chị ơi, chị nào mình cho mình không kiểu như mình không nhắn tin được, mình cho em địa chỉ trên đây luôn nha mấy chị nha. Rồi mình xóa ha, có nghĩa là mình cho xong em inbox xong mấy chị xóa giùm em nha. Rồi mình nhận hàng, mình kiểm tra hàng đàng hoàng giùm em. Ủa mon 20 kg hết rồi chồng. Chị Phương chốt lên số điện thoại em nha. Mon 20 kg hết rồi. Chị mon 20kg em hết rồi chị, em còn size 21, 22 rồi, qua màu khác giùm em mấy chị ơi. Rồi em qua mẫu tiếp nha, rồi ai chốt gấu lên gấu giùm em luôn, gấu nha mấy chị. Gấu. Rồi em qua cái hình Beko. Mình hơi cô thì cũng xinh lắm, để em lên nhiều mã cho mấy chị nha. Beko này là em còn size 10-12 nè mấy chị, 10-12 24-25 24-25 26-28 30-32kg vừa, 14-15 size 19-20, 21-22
size 8 đến 10. Rồi mã này mấy tình yêu chốt cho em là mã này là mã ngố. Ở mấy chị hình cô gái nè. Cưng quá trời cưng luôn. Rồi ai chốt lên nha. Em còn bộ size 17, 18 đó nha. Rồi chốt đi em. Em còn size 8kg đến 12kg mấy chị ha. 8 đến 12. Size 21kg cũng được. Có 21kg. Có tình yêu ơi có nha. Rồi ok cảm ơn chị yêu. Con 69 nè. 21kg 69 nè. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha. Mã này thì chốt cho em là mã ân ngố rồi mấy chị. Em còn size 8 đến 12kg mấy chị nha. Size 17 đến 20kg, 21 đến 33kg. Có 18kg không? Cái nào? Mẫu nào 18kg hả chị? Có cái này có 10. Cái này có cái nào? Mẫu nào chị? Mẫu này là ngố. Cái hình cô gái là ngố nha. Ngố này chị ai chốt ngố lên. Ngố có 18kg. Có bộ 18kg có nha. Mẫu bên kia còn chị kia lấy con bộ xã. Rồi ai chốt mã ngố lên ngố em hình cô gái bê cô này mấy chị. 5969 giùm em nha. Rồi ai chốt thì lên giùm em. Ngố kèm số ký nha mấy tình yêu ơi. Mấy chị muốn xem đầm gì mấy tình yêu ơi. Muốn xem đầm gì nha. Đầm gì mấy chị, đầm body luôn. Hôm nay em về anh đưa cho em mấy cái lố đầm body luôn ấy. Rồi em qua mẫu nha. Ờ làm bên đây nè, trong cái bao đen á. Trong cái bao đen á. Rồi em qua mẫu tiếp. Em sẽ cố gắng lên nhiều mẫu cho mấy chị hơn. Ngố 18kg. Có 18. Anh qua lấy luôn, anh lấy quá bao đen không? Giờ có cái bộ đồ á, anh đã làm ở chỗ đó luôn. Hình cô gái đen lòi lên, xanh dương, thấy em đưa cho em luôn. Đó hả? Bao đen đúng không ạ? Bao đen hết, bao đen mà, hết luôn rồi. Rồi em thấy cái bộ xanh không? Thấy không? Đó, chủ cái thanh đưa cho em, anh kêu bỏ vô luôn. Nó đó. Rồi mấy tình yêu qua chốt cho em mã này là mã ngựa giùm em nha mấy chị nha. Ngựa nè mấy chị. Ngựa em có size 18kg thôi, đến 30kg vừa đây. Để hả? Đúng rồi anh, đúng rồi. Thấy không? Đâu. Không, cái kia rồi. Cái nào ở trên cái thanh luôn á. Đó, đúng rồi anh. Đúng rồi anh, đó, anh bỏ cái bill đó cho anh, lấy cái bill vô em đi. Ờ. Rồi, chốt cho em mã này mã ngựa nè, mấy chị ơi, xếp váy cô tông giùm em hơn 4 chiều. Có còn nước không? 59 ngàn, ai chốt thì lên em mã này để em lên mớ đầm body cho mấy tình yêu mình chốt luôn nè đấy chị. Rồi. 18kg chị Hiền Nguyễn. Chị Tiên Phạm hỏi gì chị ơi? Chị Tiên Phạm hỏi chị khách mới nha mà em không nhắn tin cho mình thì comment trang cá nhân dọn cho đầm hai sau lưng. Đầm sau lưng mấy cái đó có 18kg thôi. 17kg chị Tiền Phạm ơi, 17kg nha. Còn bé chở là 18kg ok đây nè. Chị Huyền Nguyễn hả? Chị Huyền Nguyễn hả? Ngựa 17kg. 17 có. Ồ cái này 17kg rộng nha tình yêu ơi. Trời ơi 13kg còn không em? Cái gì? Ngựa tắm biển 13kg. Còn tình yêu còn, đồ bơi đúng không? Còn. Ngựa 17kg. Trời ơi, 17kg nó hơi rộng nha. Size này giùm em là 18-19kg á. 17kg hơi rộng nha. À. 17kg hơi rộng nha tình yêu ơi. Có gì để thì từ từ mặc nha. Ờ 59 ngàn nha chị yêu ơi. 17kg nha chị Phạm Phương. Đây nè mấy chị ơi, cái này là em có size số 7 thôi, size 17kg. Nếu mà bé nào ốm giùm em á là 18kg ok đây nè. Đó là những cái form như vậy nè. Đó chị nào có lấy thì báo em. Còn cái này chắc cũng có size đến 18kg mùa mấy chị đây nè. Đó. Cái này là 69 ngàn, size học sinh là 69 ngàn giùm em. Còn cái này là 75 ngàn giùm em ha. Còn cái này là 69. Đó, mấy chị muốn lấy cái nào thì báo em nha. Hay là muốn xem cái nào rõ hơn thì báo em. Tại nó có hàng TH nó có số 7 cái mấy chị. Rồi em qua mẫu. Cái gì vậy? Màu hồng 2 giây sau lưng nó màu hồng gì trời. Rồi màu hồng anh ơi. Hồng 2 giây đó chị. Đúng không chị? Hồng đó đúng không? Mấy hồng mấy cao 17kg. Anh Miu ơi, anh Miu ơi. Chị Tiền Phạm. Anh Miu Tiền Phạm rồi, anh Miu Tiền Phạm 6975. 6975. Ờ. Rồi ai chốt. Rồi ai chốt mã ngựa lên ngựa giùm em nha. Em còn size đến 28kg vừa nè mấy chị. 28kg vừa đây. Đầm 75kg, đầm 75kg là gì vậy? Bao nhiêu ký tình yêu ơi? Chị Hiền Nguyễn bao nhiêu ký chị ơi? Chị hết rồi, chị Hiền Nguyễn nó size lớn nhất á. 6975 hả? Chị Tiền Phạm cũng lấy cái đó luôn rồi. Em có là hai chị cùng size chứ, nhưng mà bây giờ chị nào chốt trước không? Chị Tiền Phạm chốt trước đúng không? Để em hết, tại mỗi cái em có một bộ mà mấy chị để từ từ em lên một cái cho. Michael 32 kg. Cái gì? Michael Beko hả? Beko 32 kg. Chị Liên. Chị Liên hả? Chị Thị Liên hồi bữa em hỏi chị là lấy cái màu nào em mua mà chị không trả lời em. Cái mà mẹ bé bé á, thiệt luôn á, em không biết chị lấy cái màu nào luôn á. Không lấy màu nào, sợ lấy lộn. Ờ, tại em có nhiều màu thôi, em sợ lấy lộn cho chị á. Như anh, như
32 ký. Có là chị yêu ơi. Lấy số 13 nha chị. Bây giờ con chị lớn rồi, mặc số 12 chặt, lấy số 13 đi chị yêu ơi. Thiệt cái ở đó mấy có mấy chị mua hàng cực kỳ dễ thương, có mấy chị điện xong trời ơi cưng ơi cưng thấy thương quá, thì em thấy thương mấy chị đó. Tiền Phạm có nha, chị Thiền Nguyễn không có, chị ơi chị Tiền Phạm chốt chứ. Ừ chị chốt trước đó chị. Đây cái đầm này em cũng còn sai nè, đây nè mấy chị có chốt thì chốt cái maxi này cho em, maxi này 75 ngàn dễ thương lắm đây nè mấy chị. Em còn sai từ 18 thôi, 17 đến 19 ký mùa đó, ai chốt maxi là maxi 75 ngàn, cái maxi này cúng cương lắm luôn á. Chị nào chuẩn bị ớt nó bệt vai cho hai bên giùm em nha, hai dây là trên vai dễ thương lắm, mấy chị hàng TH cho em luôn cực kỳ xinh. Hôm nay em đảm bảo với mấy chị là bé mặt cực kỳ dễ thương luôn, mấy chị yên tâm. Rồi em qua mẫu nha mấy chị nha. Rồi em qua. Rồi. Rồi ai chốt ngựa nó lên ngựa giùm em nha, em còn xa từ 20 thôi mấy chị ho, đây đến 28 ký vừa. Ngựa giùm em nha mấy chị nha, 59 ngàn, xét váy có quần bên trong. Rồi em qua mẫu. Thì rồi mình chốt ngựa thì mình cứ lên ngựa cho em nha, 50 ký. Ngựa 21 có rồi chị yêu ơi. Maxi 75 cho chị Hiền Nguyễn. Rồi anh cho chị Hiền Nguyễn em lấy cho Maxi. Em kiếm đâu đây nè, ở đây chị. Ở đây nè anh. Em lấy ớt đầm cho mấy chị cho. Ủa vãi ở đâu bỏ đâu rồi, em lấy cái đó. Đây 21 ký. Ngựa 21 ha. Sao chín đúng không? Gì? Sao chín đúng không? Rồi, anh 59 lộn, ủa nó quên. Rồi em qua mẫu tiếp nha mấy tình yêu ơi, em qua mẫu tiếp thôi, đây, qua tiếp rồi từ qua cái đầm này nè, mấy chị đầm body nè. Mấy chị hỏi em quá trời là hỏi luôn. Em có đăng hình bé mẫu mặt rồi nha mấy tình yêu ơi, em bán cho mấy chị cái đầm body này đúng xinh luôn. 69 ngàn giùm em. Size này giùm em là từ 12 ký nha mấy chị, ở phân to lắm mấy chị. Đến 45-50 ký cho em cũng vừa nói. Rồi ai chốt thì lên cho em mã này là mã váy kèm số ký giùm em nha. Đó chị nào hỏi váy thì chốt mấy chị, cái phơm này dễ mặc lắm luôn á. Em có nhiều màu, chị nào chốt màu nào thì lên màu đó nha. Chị nào mà bằng cỡ em là mặc chung với bé được luôn á. Phơm to lắm mấy chị, số 14 nè. Trời má ơi em mặc chắc còn rộng luôn á tình yêu ơi. Đó chị nào mà bằng bé mấy chị kỹ thì cỡ 60 ký vừa giùm em nha. Đây 60 ký nha, chị nào bằng bé 60 ký thì mặc chung với con hả? Đầm hồng bất kỳ nào? Đầm hồng bất kỳ nè, em có size từ 10 ký đến 15 ký, 15-16 ký vừa nha, 59 ngàn. Ủa em có bề màu vàng nữa mà hết màu vàng rồi tình yêu ơi. Rồi ai chốt váy lên váy này mấy chị, hình là công chúa Elsa dùm em ở đây. Em có size này từ 13 ký mấy chị nha, từ 12 ký dùm em thôi đây. Đến 55 ký vừa, rồi ai chốt thì lên dùm em nha, váy kèm số ký 69 ngàn dễ thương quá mấy chị. Màu này là màu bơ. Rồi màu này chị chốt cho em là màu này là màu xanh nha mấy chị nha. Đây là xanh đó, ai chốt xanh thì lên xanh kèm số ký giùm em luôn, dễ thương quá mặt sau nữa mấy chị. 69 ngàn. Ai chốt xanh lên xanh, ai chốt váy lên váy. Rồi em qua mẫu. Màu vàng nữa mấy tình yêu ơi, màu vàng nữa. Rồi ai chốt vàng thì lên vàng giùm em nha đây. Dễ thương á mấy chị, cực kỳ dễ mặc thôi. Hàng 3D giống Mikel, mấy bộ ngố mấy chị mua vậy á. Rồi em qua mẫu. Đầm bích kia 17 vừa ký vừa không? Đầm bích kia gì? Không vừa đâu chị. Không vừa đâu chị, đến 16 ký thôi con em. 16 ký mặc còn hót lên đây nữa nè. Rồi đen, ai chốt đen lên đen giùm em thôi đây. Ai chốt mã này lên mã đen giùm em mấy chị ha đây. Ngố kèm số ký giùm em lô size 8 thôi mấy chị ho, size 8 đến 35 ký vừa. Ai chốt thì lên kem mã này nha mấy tình yêu ơi. Dễ thương quá chị. Mã ngố kèm số ký giùm em size 8 đến 35 ký vừa, nhí 59 đại 69 tay cánh dơi ha mấy chị ho đây. Tay cánh dơi kèm cho cái quần này dễ thương quá, mặc yêu cá tính lắm mấy tình yêu ơi đây. Cưng quá. Cái lô nó lạ lắm mấy chị. Rồi ai chốt thì lên kem là ngố kèm số ký giùm em. Size 8 đến 35 ký vừa, nhí 59 đại 69 giùm em nha, 5969 luôn mấy chị. Nhí 59 đại 69 nha. 5969. Rồi màu hồng nè, em còn mấy bộ màu hồng nè, em còn size 14 15 21 22 29 30 26, 28, rồi chốt kem mã này mã hồng luôn, nhí 59, đại 69 luôn mấy chị.
hình nào cũng cưng hết trơn ở đây mấy chị. Rồi chốt cái mã này nha, hồng kèm số ký luôn, 14, 15, 21, 22, 26, 28, 29, 30, ai chốt hồng lên hồng giùm em cái quần ngố nha mấy chị. Hồng kèm số ký giùm em ha, tụi em rồi chốt lên cho em nhí 59, đại 69 không em được hiện lực luôn. 59, 69 giùm em nha mấy tình yêu ơi, ai chốt lên cho em nha, hồng kèm số ký luôn hồng. À, 14, 15 mấy chị nha, 21, 22, 26, 28, 29, 30 giùm em. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha mấy tình yêu ơi. Rồi mã này thì chốt cho em là mã này là mã số 1 giùm em nha, 8 đến 10. Ờ à, sao? Trắng sao? Cái gì? Cái gì? Trên áo trắng ngoài sao? Sao áo trắng ngoài sao 69 ngàn giùm em ha. Em có size cỡ đến 18 kg vừa mấy chị, 18 kg vừa giùm em thôi đây. Size 8 đến 18 kg vừa giùm em nha mấy tình yêu ở đây nè mấy chị. Đó, dễ thương, xét độc sinh thôi, cái cà vạt này mấy chị là nó riêng da giùm em nha mấy chị nha, đây nó có duyên da kiểu dễ thương lắm luôn ở đây. Xét độc sinh cho em nha, 69 ngàn. Rồi em qua mẫu. Mã này chốt kem là mã số 1 nha mấy tình yêu ở đây nè mấy chị. Em còn size 8 đến 18 kg vừa. Với lại size 28 đến 33 kg đây, ai chốt thì lên giùm em. Ừ dễ thương mấy chị, cái set váy cho em nha, con ngum. Rồi ai chốt mã 1 đây, mã 1 5969 giùm em nha mấy tình yêu ơi, 5969. Vậy nào chốt mã 1 thì lên mã 1 giùm em thôi, mã số 1. Cưng quá rồi, dễ thương quá. Anh uống gì anh? Là bạn liền đó. Là bạn liền là sao? Là bạn liền. Không phải, các bạn không dính liền mấy chị, các bạn đã tách rời ra giùm em ha. Các bạn gỡ ra giùm em mấy tình yêu ơi, các bạn là gỡ ra giùm em đây nè mấy chị. Mấy chị thích đeo thì đeo, còn không đeo thì thôi, gỡ ra giùm em đây nè mấy chị. Mấy chị biết người ta hay đi đám hỏi với mấy chị, biết là bưng quả không đó, nó y chang cái cà vạt của người đi bưng quả có cái dây chuông này nè mấy chị. Thích thì bỏ vô, không thì bỏ ra giùm em đó vậy á, đây nè. Con gấu này là gấu heo luôn mấy chị, không may bán giá 69 ngàn đâu mấy tình yêu ơi. Còn đúng một màu duy nhất, màu xanh thôi. Rồi em qua mẫu nha, chị nào chốt mẫu nào thì lên mẫu đó giùm em mấy chị ơi. Hello chị Bạch Bầu nha. Xích tia không có 18kg chị ơi, xích tia không có 18kg rồi. Rồi em qua mẫu nha chị ơi. Màu vàng nữa nè, đem lên màu vàng chứ tình yêu mình nè, màu vàng. Màu vàng em còn size từ 20 thôi mấy chị ha, đây đến 30kg vừa, ai chốt vàng lên vàng giùm em luôn, màu vàng. Màu vàng nha mấy chị. Ai chốt thì lên vàng giùm em nha, đó vàng giùm em kèm số ký ha. Size từ 20. Ok chị Đặng Thị Mán nha, ok chị yêu nè, 69 ngàn nè. Anh để biểu đâu vậy, anh để biểu đâu, anh biểu để đâu á? Anh để biểu đâu á, biểu để anh để ra ở đâu, để ấy đó, để hả, đây hả? Không, mới kèm cái kia à. Cái đó biểu nào, biểu nào bỏ nó đi. Không biết biểu nào, biểu cũ, biểu mới vô đâu. Quang bơ nó vô đó, hồi nào đó à. Nè nè nè, dục có dùm em ấy. Có nó dũ không? Dục em này nhỏ. Rồi em qua mẫu mấy chị nha. Em có cái bà ba này thôi, đây size này giùm em là 15-16kg vừa giùm em thôi, 14-16kg vừa, 14-15kg vừa, cho em bà ba luôn mấy chị ơi, 14-16kg vừa bà ba giùm em nha bà ba, 39 ngàn cộng các em sale luôn. Rồi đồ bơi này mấy tình yêu ơi, đồ bơi giùm em ở đây nè, ai chốt đồ bơi lên đồ bơi, size từ 8kg giùm em đến 18kg vừa nha mấy chị nha, 39 ngàn, giải đẹp lắm mấy chị. Đó em bán sale cho mấy chị mua chung đơn, nhớ mua đủ đơn giùm em mấy chị nha, cứ mua cá hai cá không đủ đơn cũng không đi đâu mấy chị. Em hết đầm maxi rồi chị Hiền Nguyễn thôi, em hết đầm maxi rồi chị yêu ơi. Hết đầm rồi, bán đầm hết rồi, bữa bán đầm quá trời chạy luôn, hết đầm. Rồi từ em còn vài mẫu đầm em lên, cái chờ em tí em còn vài mẫu đầm nữa. Rồi chốt cho em mã này nha, size 20 mấy chị ơi, đến 30kg vừa, chốt cho em là màu vàng nha mấy tình yêu ơi, đây vàng nè. Ai chốt vàng thì lên vàng giùm em nha. Size từ 20 thôi mấy chị thôi, đến 30kg vừa giùm em, 59 ngàn luôn.
Thì lúc nào chốt thì lên kem là màu vàng nha mấy chị nha, vàng. Trời em có đồ bơi có một loại đó không chị, có nghĩa là mấy chị nghĩ ai bán đồ bơi là 39 ngàn á, thật cái đây nó thật nha, không có đồ bơi nào 39 ngàn. Cái này là do xưởng nó bỏ thanh lý á, vậy thấy vậy em ôm thôi mấy chị, có là em ôm chung một lô đó dạng vậy á mấy chị, chứ không có đồ bơi nào 39 ngàn hết hết trơn á, nên mấy chị có mua thì ủng hộ em thôi mấy chị ha, đó có mua thì ủng hộ em. Rồi em qua mẫu, cái váy hoa này em còn cái này mấy tình yêu còn đúng một cái duy nhất thôi, size này dùm em là 10-12 kg vừa nha, chốt em váy hoa em xem mấy tình yêu mình luôn 45 ngàn thiệt luôn á, không có lời luôn á. Ai chốt váy hoa là váy hoa 45 ngàn nha, chị nào có chuẩn bị mua về cho bé mấy chị đó, mua cho cháu thì mua dùm em đây nè mấy chị nè. Rồi ai chốt váy hoa là váy hoa nha, có một cái duy nhất rồi em sale luôn. Rồi em qua váy em cũng gần hết rồi, váy này bữa chị Tiền Phạm cũng lấy rồi mà, váy này bữa chị Tiền Phạm cũng lấy rồi nè. Rồi váy hình mặt cười giùm em nha, rồi ai chốt mặt cười lên mặt cười giùm em 75 ngàn nè mấy tình yêu ơi. Size này giùm em là từ 17 kg giùm em thôi đây, em còn size là từ 17 kg. Rồi 17 nha mấy chị nha, 17 đến 10 ôm, em còn size 17 đến 18, 19 kg vừa, chốt kem mã này luôn ha. Váy giùm em nha mấy tình yêu ơi, mặt cười 75 ngàn. Đầm hoa em còn có một cái rồi chị, hết rồi chị, đầm hoa em hết rồi, đầm hoa còn cái đó xa nhí rồi, em hết luôn rồi. Để em kiếm cái gì váy váy em lên cho. Đầm hoa không có 18 kg chị, đầm hoa không có 18 kg, đầm hoa nó có 10 size từ 10 đến 12 kg chị, có một cái duy nhất rồi chị ơi. Rồi chốt cho em váy mặt cười nè mấy chị nha, 75 ngàn giùm em, mặt sau giùm em là dễ thương mấy chị, túi là túi thật giùm em nha, có dây buộc eo luôn đây. Ai chốt về lên giùm em thôi, váy mặt cười giùm em nha mấy tình yêu ơi, váy mặt cười. Em có size từ 17 đến 19 kg vừa, ai chốt về lên giùm em là váy mặt cười giùm em nha, 75 ngàn váy mặt cười. Rồi em qua. Em còn mấy chị ơi, cái này em còn size 8 đến 16 kg vừa ho đây. 8 đến 16 kg vừa là 85 ngàn. Còn nếu như là 17 đến 25 kg vừa giùm em là 95 nha. Ai chốt gu xì lên gu xì giùm em mấy chị ở đây. Ai chốt gu xì lên gu xì giùm em nha. Size 8 đến 16 kg vừa là 85 ngàn. Size 17 đến 25 kg vừa là 95 giùm em, có quần bên trong luôn mấy chị, hàng cực kỳ đẹp luôn. Áo là kiểu như áo polo luôn mấy chị nha, áo xịn luôn á. Nói chung là cực kỳ đẹp, riêng cái hệ thiết kế đây, cái túi giùm em là túi thật luôn. Rồi ai chốt lên kem là gu xì xanh kèm số ký giùm em nha. Chị Tiền, chị Tiền Phạm, cái vest này em cũng có size đến 18 kg thì chịu lấy cái vest này đi. Cái vest này em có đăng hình rồi nha mấy tình yêu ở đây. Em có size đến 18 kg vừa, size 12 đến 18 kg vừa giùm em vest nha mấy chị nha, dễ thương lắm. Mấy chị cứ lên kem bay của em xem hình bé mặt ha. Đây ai chốt vest lên vest giùm em luôn, size đến 18 kg vừa, ai chốt lên giùm em nha, vest kèm số ký giùm em, mã vest. Rồi em qua mẫu nha mấy chị nha. Em cũng đang kiếm đầm lên nè, tại hàng mấy chai nhiều quá đè lên rồi. Rồi cái này mấy chị nha, đây mấy chị cái yếm này giùm em thôi. Em có size này là từ 12 kg giùm em mấy chị ơi, từ 13 kg nha đến 18 kg vừa, 75 ngàn. Ai chốt yếm là đi mấy chị ơi, yếm này là yếm kaki luôn nha.
Vét 75 ngàn, chị Tuyền Phạm vét 75 ngàn để kiếm thì dễ thương đó mấy chị. Em có hai màu, màu vàng màu kem giùm em thôi mấy chị hơi vàng và kem. Đây ngoài sau có hai cái túi luôn. Cưng lắm mấy tình yêu ơi, ai chốt thì lên cho em nha. Em có hai màu vàng và kem giùm em luôn, 75 ngàn. Ở như đâu quên mẹ, 65 ngàn giùm em mấy tình yêu ơi, 65 ngàn quên nha, 75 lộn, 65 65 ngàn giùm em, ai chốt mã này lên cho em yếm kèm số ký nha mấy chị nha. Cái này là yếm riêng, là yếm kaki luôn, dễ thương lắm. Tài xưởng còn nhập về nhiều hàng Quảng Châu mấy chị, đẹp lắm thiệt luôn á. Sữa nó còn nhập về nhiều đó, cho em nhập về bán đi. Thật sự luôn là Tết người ta còn cần hàng này lắm luôn nè mấy chị. Dứa đi chứ bây giờ mà nếu là Tết đó giá còn cao hơn nhiều lần nữa đây. Ai chốt bả lên yếm nha, nó xếp yếm lên yếm giùm em mấy chị nha. Size 13kg giùm em đến 18kg vừa mấy chị nha. 65 ngàn. Màu vẹ không biết em bỏ ở đâu rồi, màu vẹ không biết em bỏ ở đâu nữa. Em mấy màu vàng em bỏ ở đâu rồi chứ. Chị Huyền Nguyễn, cái này em để chị Tiền Phạm cái 17-18kg, em còn cái này 15-16kg nè chị. Có chị có lấy thì lấy thôi chị ho. Cái này cỡ 15-16kg thôi nha chị yêu nha. Nếu mà chị trừ hao mấy cái kia thì cái này mặc vừa hơn, nếu 15-16kg nha. Chị có lấy thì báo em ho đó. Nói chung là mấy cái hàng này còn ít lắm mấy chị. Màu vàng đâu em không biết màu vàng nằm đâu nữa mấy tình yêu ơi. Nhiều hàng quá dễ lọc thì có hết trơn rồi. Em không biết màu vàng nó lọt đâu rồi mấy tình yêu ơi. Hiện tại là không thấy màu vàng cho mấy chị nha, hiện tại là không thấy màu vàng đâu hết trơn á. Rồi em qua mẫu á, chị nào chốt thì chốt mấy chị ha. Em không biết cái màu vàng nó nằm đâu rồi mấy tình yêu ơi, không biết cái màu vàng nó nằm đi đâu rồi mấy chị. Tại nhiều hàng quá rồi, ai chốt mo lên mo giùm em còn size 8kg đến 8 đến 10, 17, 18, 15, 16, 21, 22, 32, 33, 32, 33, 29-30 rồi, chốt kem mã mon giùm em mấy chị nha. Mon này mấy chị, ai chốt mon thì lên mon giùm em. Size 8 đến 10, 17, 18, 19, 20, ôi là 15, 16. Chị Tuyền Phạm con gái đúng không, con gái lấy màu vàng đi, màu vàng đẹp, màu vàng đẹp. Mấy chị em lấy màu nào cũng xinh hết trơn ấy. Nhưng mà em lấy hai màu luôn, có nghĩa là hai màu trai gái đều mặc được. Không biết màu vàng em bỏ ở đâu nữa đây, tí nữa em coi có thì em vô cho mấy chị xem cho. Không biết màu vàng, chị lấy màu vàng đi, mấy chị lấy màu vàng đi, chị ơi lấy màu vàng đi. Em nói họ lấy màu vàng đẹp. Tại con gái thôi mấy chị thôi, còn con trai lấy màu nu. Rồi ai chốt mon lên mon giùm em nha. Size 8 đến 10, size 15 đến 18 kg vừa, size 21 đến 33 kg. Rồi ai chốt mon lên mon giùm em. Mặt trước nè mấy chị, mặt sau. Doraemon đúng cưng luôn á, ai chốt lên cho em mã này mã mon kèm số ký giùm em nha mấy chị yêu ơi, mon 5969 giùm em nha mấy chị nha. Ai chốt mon lên mon. Mà không biết giờ cái vàng nó nằm ở đâu mới ghê chứ. Chốt cho mấy chị ngày mai không biết kiếm màu vàng đâu ra để chốt luôn á mấy chị. Rồi em qua nha mấy chị yêu ơi, qua. Rồi màu lá này em còn bộ size 30 33 kg vừa, ai chốt thì lên giùm em mã này mã lá giùm em nha. 32 33 kg vừa. Mã lá giùm em luôn, ai chốt lá lên lá, còn bộ duy nhất mấy chị 69 ngàn cái quần sọc giùm em nè. Màu lá giùm em nha, ai chốt thì lên kem màu lá luôn mấy chị, dễ thương cái màu này hết rồi còn đúng bộ duy nhất. Thì rồi chốt lá thì lên lá giùm em kèm số ký ho lá. Anh lấy cho em cái body nha. Cái body màu hồng, màu hồng nè, em lên cái đó cái váy á. Màu hồng á. Ờ đó, anh coi cái hồng lọt á anh ở dưới. Ờ đúng một cái hồng lọt đúng không? Anh lên cho em cho em là đúng đơn rồi. Đúng không? Rồi cái này giùm em mấy tình yêu, ai chốt mã này lên kêu là mã này là mã gấu giùm em kèm số ký hình con chó dễ thương mấy chị ha. Em còn size này là từ 26 mấy chị nha, 26 đến 30 kg vừa. Ai chốt thì lên cái màu này sạch đó mấy chị. 59 ngàn.
26 giùm em thôi, đến 30 kg vừa. Ai chốt lên em mã này là mã gấu kèm số ký giùm em luôn, 59.000. 26 nha mấy chị nha, đến 30 kg vừa gấu. Có nha chị nha, dài gái em có nhiều lắm luôn á, dài gái 32 kg nhiều lắm chị yêu ơi, nhiều lắm. Rồi ai chốt thì mình lên giùm em nha mấy chị nha. Ờ nhiêu quên rồi mấy chị. Mã gấu kèm số ký giùm em luôn, gấu. Rồi cái body này em bán trơn cho mấy chị thôi, dễ thương quá. Rồi cái body này em bán trơn cho mấy chị 49.000, cho chị nào đủ đơn thì đủ đơn thôi, dễ thương quá vậy. Rồi size này chốt cho em size này từ 10 size này từ 18 kg giùm em mấy chị ho, 18 kg 49.000 nha mấy chị. Ok nha mấy chị nha, ok chị em tí. Nhiều hàng quá. Size 18 mấy chị nha, đến 25 kg vừa. Đến 24-25 kg vừa. Rồi ai chốt body lên body giùm em luôn, 49.000 mấy chị nha, tặng cho chị nào có đơn thôi mấy tình yêu ơi, hàng tem mát nè. Rồi ai chốt body lên body giùm em mấy cái vải đẹp lắm chị. Chị nào chị chốt đi, chị Huyền Nguyễn này, chị Tiền Phạm chốt cái này đi đây nè. Size từ 18 giùm em mấy chị ha, đây size từ 18 đến 25 kg vừa body giùm em nha, chắc cực kỳ đẹp mấy chị, nghĩ hàng như vậy nè mấy chị, 49.000 thôi. Rồi ai chốt thì lên giùm em đó. Em qua mẫu lẹ thì cái hàng này cũng sale quá mấy chị, nên qua cho nó nhanh. Chị Tuyền Phạm lấy cái này đi chị, đây nè. Cái này nhỏ nhất còn này, chị sẽ ép là cỡ 17 kg á. 17 kg á chị yêu ơi, lấy đi. Body nha, em có size từ 17 đến 25 kg vừa, lấy cái 17 kg đi chị Tuyền Phạm. 17-18 kg nè. Ok chị Tuyền Phạm nè, 49.000 nè. Rẻ lắm luôn, chị nhận cái body thử bãi cực kỳ đẹp luôn. Rồi em qua mẫu nha, chị nào muốn lên gì thì báo em nha mấy chị. Muốn lên gì báo em nha, lên đồ dài hả? Body. Không biết cái yếm màu đó nó ở đâu nữa. Màu này chốt kem màu hồng nha, đây hồng nè mấy tình yêu ơi, hồng. Size 18 đến 32 kg vừa, ai chốt hồng đến hồng giùm em luôn đây. Hồng nha mấy chị nha, đây. Size 18 đến 32 kg vừa, ai chốt hồng lên hồng giùm em, 59.000 set váy có quần bên trong nha, hàng cô tông. Lớn gì đó mấy chị ơi, em không biết lớn gì đâu, nhiều quá, nó ngập cũng ngập chỗ của em rồi. Chị, body đó là body khác ho, body này đâu, body nó dạng form suông á, nó dạng form suông ho. Nó không giống cái dạng body mà ôm ôm sát đâu, nó dạng body form suông á chị, đẹp. Vải đẹp lắm á. Rồi mấy chị muốn chốt gì? Em hết đầm maxi rồi chị Huyền Nguyễn, rồi không có đầm maxi chị yêu ơi. Em có giờ nghĩ này, nãy giờ là em đã cố gắng em lên cho mấy chị hết đầm mỗi, chứ không có đầm nào nữa mấy chị. Bây giờ em cũng cố gắng em lên hết cho mấy tình yêu mình đầm này nọ rồi đó. Body 2 giây hả? Body 2 giây chị không có rồi Phúc ơi. Body 2 giây chị không có rồi. Nhưng mà có body này chỉ có hai màu mà hồng đậm và hồng nhạt thôi đây. Nói chung size đến 16-17 kg vừa ở đây nè. Có hai màu hồng đậm với hồng nhạt nha, rút dây thôi, 59.000 giùm em luôn. Ai chốt thì lên giùm em nha mấy tình yêu ơi. 59.000 giùm em thôi đây nè. Em có hai màu nhưng mà em đang cầm là màu hồng nhạt á, em còn màu hồng đậm nữa mà em không biết em bỏ ở đâu. Rồi chờ em tí đi. Nhiều hàng đó mấy chị, hiểu mấy chị mà vô nhà em mấy chị thấy nó rối ren lắm luôn. Ok, để em lên tay dài cho, ok tình yêu nha, để em lên tay dài cho mấy chị lựa. Rồi em qua hết cái đầm này em qua tay dài cho.
Bộ dây này 30-32kg vừa nha. Ai chốt dây lên dây giùm em luôn, 49.700 nè mấy chị. Bãi hàng thun lạnh cho em ha, mặt sau nè. Rồi kèm cho em cái quần nè. Đó, chị nào có chốt thì ủng hộ em 49.000, xe luôn 49.000 đó mấy chị. Size 30-32kg vừa giùm em nha. Rồi ai chốt thì em thì chốt giùm em ha, ủng hộ em. Rồi em qua mẫu từ từ để em lên cái này nữa. Mấy tình yêu ơi, chị em lên cái này nữa nha. Rồi em qua mẫu. Rồi cái này em có hai màu, mấy tình yêu ơi, màu xanh giùm em thôi đây. Màu xanh và màu hồng. Ai chốt xanh lên xanh, ai chốt hồng lên hồng giùm em nha mấy chị nha. Rồi hàng TH cho em luôn, 69.000 đây nè mấy chị. 69.000 giùm em nha, form nè mấy chị. Kiểu như là sườn xám gì ở đây nè. Kiểu như maxi sườn xám á, chị nào sẽ biết thôi, đây nó sẽ vậy nè mấy chị. Kiểu như maxi á, đi biển cho em co cưng luôn. Cái hình ở đây kim tím đẹp đó mấy chị ơi. Em có size từ 8kg nha đến 30kg vừa. Rồi ai chốt lên giùm em nha. Đầm, mấy cái mẫu ngoài size không có size đại chị yêu ơi. Mấy mẫu ngoài size em có size đến 16kg trở xuống thôi, chị không có size đại chị yêu ơi. Rồi ai chốt lên giùm em mã này nha mấy chị nha. Đây em có hai màu, màu hồng và màu xanh. Ai chốt thì lên giùm em luôn đó. Màu xanh nè mấy chị, 69.000 giùm em. Hàng TH cực kỳ đẹp luôn đó. Chị nào chốt chuẩn bị đi biển thì chốt ra dễ thương lắm luôn. Theo cái đèn nó hơi bị màu, cái màu xanh nó ngoài bún xinh luôn mà vô cái hình nó hơi bị đậm mấy chị, vô cái line nó hơi bị đậm. Rồi ai chốt thì lên cho em màu hồng và màu xanh nha mấy chị nha. Kèm số ký giùm em thôi mấy chị ho, 69.000. Rồi em qua mẫu. Rồi em qua tay dài cho chị phi lụa cái ra. Rồi chị nào có muốn mua thêm gì thì báo em nha tình yêu ơi, là em lên cho mấy chị nha. Cái váy hoa này cũng nha. Cái váy hoa này em có size 79.000 giùm em thôi. Em có size đến 23kg vừa giùm em đây nè mấy chị. Mặt này mặt sau nha, cái này là sau, cái này đằng trước nè mấy chị. Đằng sau là có hình trái tim giùm em, size đến 23kg vừa nha. Size 17 đến 23kg vùi em. Ai chốt hoa vàng, nó hoa vàng 79.000 đây nè mấy chị. Đó tự nhiên rồi chốt về lên giùm em hoa vàng luôn. Rồi là em hết luôn á. Em ra tay dài, cái đây em ra tay dài cho chị kia. Váy hoa 18kg kêu cơ chị Tiền Phạm nè. Chính nghe chị Tiền Phạm, ok chị nha. Rồi em qua mẫu nha mấy tình yêu ơi, em lên hết bộ tay dài nha. Chị nào có muốn chốt tay dài thì báo em điểm lên luôn thôi, cho mấy chị nào đủ đơn luôn mấy chị ơi. Đây em lên nha chị nha, chị nào có đủ mà tại cái này hàng đang lộn xộn thôi. Đây hình con ngựa nè mấy chị, hình con ngựa là em còn size 17, 18, 19, 20, 30, 32. Rồi ai chốt con ngựa lên con ngựa giùm em nha mấy chị nha. Con ngựa, con ngựa giùm em luôn. Ai chốt ngựa lên ngựa đây nè mấy chị. 69.000 giùm em tay dài quần dài nha mấy chị nha. Dễ thương lắm, hàng ba đôi đây nè mấy chị. Cái này thôi mùa lạnh nó mặc á thì nó sẽ mùa lạnh mặc sẽ ấm thôi mấy chị thôi, còn mùa nực mặc nó sẽ lạnh mấy chị. Nói chung là mặc cả năm luôn, không có sợ bị nóng. Nói chung mấy cái hàng này dễ mặc lắm luôn. Rồi ai chốt ngựa lên ngựa giùm em nha mấy chị nha. Hôm nay còn ít thôi, em sẽ 65.000. Rồi ai chốt ngựa lên ngựa giùm em, size 17, 18, 19, 20, 30 đến 32kg vừa. Rồi đây mặc mặc sau ơi luôn nè mấy chị. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha. Cái gì quên mấy chị, mã ngựa kèm số ký giùm em. Rồi em lên hết tay dài em qua mã khác cho mấy tình yêu mình nha. Ai chốt mã nào thì báo em lên cho mấy chị ngựa. Rồi con này là con chuột. Con chuột em còn size 24 đến 26kg vừa, 30 đến 35kg. Rồi ai chốt thì lên giùm em hoa vàng 22 cho chị Phương Trúc. Ok chị Phương Trúc nha, 22 kiếm hoa vàng 79.000 cho chị. Ok chị yêu nè. Giờ ở trên cái hoa mấy chị ở đây nè, ở trên cái hoa nó có cái nút thôi, mấy chị gỡ ra mấy chị chồng mày cho bé giùm em mấy chị ha. Đây rồi, hình con này là con chuột mấy chị, dễ thương quá. Đây con chuột nè, ai chốt chuột lên chuột nha. 24, 26, size 30 đến 35kg vừa. Đây hình con chuột giùm em luôn đó. Ai chốt chuột lên chuột nha, nói chung nó co giãn á mấy chị bé. Mấy chị có mặt có cổ thì cũng dễ mặc lắm luôn nha. Rồi ai chốt thì lên giùm em.
Mã chuột kèm số ký giùm em nha mấy tình yêu ơi. Chuột 65.000 giùm em. Chị Thanh Thảo đồ bác cho em còn hàng 3D. Hôm bữa chị Thảo chốt chưa? Chuột 35kg cho chị Hồng Thấm Nguyễn. Ok chị yêu nè. Chuột 35kg cho chị 65.000. Ok em còn nhiều màu cho chị em lên. Rồi em qua mẫu tiếp nha. Bé trai em còn nhiêu đây nè chị ơi. Bé trai em còn nhiêu đây nè. Bé trai cái lô này em vừa em cũng hết rồi mấy chị. Rất ai chốt được ủng hộ em thôi đây nè. Size này 25-28kg vừa nè chị. 25-28kg vừa cho em màu than nha. 65.000 giùm em. Nhí 59 đã 65 màu than giùm em nha than. Chứ là em còn size này là 35-40kg nè chị. Dễ thương lắm luôn cái màu than giùm em nha. Đó ai chốt than thì lên than dễ thương lắm đây nè. Rồi cái quần nè 65.000 giùm em hàng ấy nha mấy chị nha, hàng xuất nha. Rồi ai chốt lên giùm em màu than của bé trai 65.000. Để coi từ từ em lên bé gái lại mấy chị nha, em qua cái này xem qua bé gái cho. Rồi cái này giùm em là size này 25-28kg vừa luôn. Chốt cho em mã này là mã xám. Xám nha mấy chị nha, đó ai chốt xám lên xám. Rồi em còn vô đây là lô bé trai này em hết luôn rồi đây nè. Nếu anh Thảo có chốt thì chốt với chị cái lô này vải cực kỳ đẹp ha. Rồi em qua mẫu. Rồi qua tiếp đây dài tiếp nha mấy tình yêu ơi, chờ em tí, chờ em tí. Mơ em còn size 30-32 nè mấy chị, phơm này phơm to, mấy chị ra đừng có chừa hao nhiều, mấy chị nha, phơm này phơm to lắm luôn á. Phơm này số 14-40kg luôn á. Rồi đây con này 30-32kg nè mấy tình yêu ơi, ai chốt mơ lên mơ, mơ cũng dễ thương đó mấy chị, đó đây nè. Điều nào chốt lên mơ cho em nha, 65.000 tình. Mơ mơ. Dạ có chị Nguyễn Anh ơi, có chị yêu ơi, chị đang hỏi mẫu nào, hỏi tay dài hả chị? Em có nha, tay dài cũng có nè chị, đồ ngốt cũng có, xếp váy cũng có luôn, mấy chị muốn lên thì báo em nha, bé gái em nhiều lắm luôn á. Rồi ai chốt mơ lên mơ giùm em mấy chị nha, mơ. Đấy cái đèn tay dài em cũng hết rồi, còn như đây vậy. Lớn đó hả chị Thảo? Em còn hình con nhện đó, con nhện chị lấy chưa, để em xem cho chị lấy. Từ từ. Rồi cái này em còn size 34-35. Size 35-37kg. Size 26-28. Cái lại size này giùm em là size 8-10, 8-11kg vừa. Rồi cho em mã thỏ mấy chị nha, thỏ 65.000 giùm em luôn. Ai chốt thỏ thỏ nha, em đang lên tay là tay dài quần dài mấy chị nha. Mấy chị muốn lên hàng gì thì báo em. Mon. Mấy chị Mon hả? Mon cho chị. Từ từ Mon cho chị Nguyễn Anh trước nha. Mon cho chị Ngô thì Hải Phương hết rồi chị. Qua mẫu khác giùm em, chị yêu ra còn màu nhiều hình. Mon cho chị Nguyễn Anh nè. Ok chị 65.000. Mấy chị ơi, chị nào khách mới mấy chị có đơn inbox qua cái kia giùm em mấy chị. Inbox qua cái trang cá nhân em đang ghi mấy tình yêu Nguyễn Ngọc Huyền á, inbox qua đó giùm em nha mấy chị, nhắn tin qua đó giùm em. Tại trang bay nó đang bị lỗi, nó không có nhắn tin được mấy chị, mấy chị nhắn tin cho em không có nhận được thôi. Mấy chị nhắn tin qua đó, mai nhắn tin chốt đơn cho mấy tình yêu mình nha. Nhớ nhắn tin giùm em nha mấy chị nha, nhớ nhắn tin giùm em, chị nào có đơn nhắn tin liền giùm em nha mấy chị. Rồi Mon em để cho chị Nguyễn Anh nha tình yêu ơi. Mon chị vô thì Hải Phương hết rồi, chị qua màu khác. Rồi màu này chốt cho em là màu thỏ nè mấy chị, thỏ. Thỏ em còn size 37kg thôi, 35-37. Size 26-28-29kg. Size 32-35kg vừa. Rồi ai chốt thì lên giùm em mã này giùm em là mã thỏ rồi mấy chị, hình nào cũng đẹp mấy chị chốt đi thật sự luôn. 65.000 giùm em thỏ. Size 8-10kg luôn. Rồi ai chốt thỏ thì thỏ em nha. 65.000 mấy tình yêu ơi, 65. Ai chốt thì lên cho em là hình con thỏ nha, tại trang bay của ai cũng đang bị lỗi hết trơn á mấy chị, đây dễ thương không? Mấy chị ơi, cái màu này, cái áp này đây nó đang bị ấy. Cái màu ở ngoài đúng dễ thương mà lên hình nó hơi bị lố quá mấy chị, nó hơi bị lố thôi đó. Nên mấy chị có chốt thì chốt rồi mấy chị. Rồi ai chốt thì lên giùm em là mã này là mã thỏ kèm số ký giùm em nha, thỏ. Rồi con mèo. Ai chốt mèo lên mèo mà em còn size 30-32. 30-32-35. Size 15-16. 15-16-17. 26-28. 24-25-26. Rồi chốt con này kem mà con thỏ nè mấy tình yêu ơi, đây thỏ nè. Thỏ giùm em nha, ai chốt thì là mèo, ai chốt mèo lên mèo giùm em mã mèo. Em còn size 16-17. Size 30-35. Xét ngứa hồi sao là Phúc ơi, cái
59 ngàn có size con em á. Còn cái này là Phúc em lấy cái size cái này đi con, chị một bộ coi em bộ. Có size đến 16 kg rồi, coi em mười mấy ký, 17 ký ha. Đây nè, cái ngố xanh này nè, kèm cái mũ ngố hồng rồi sau kèm cái nón là có 69 ngàn. Con chị nó thấy cái em thấy cái nó phải cái nón, cái đầu cái nón đi học hoài à. Ngố xanh nó đẹp lắm. Đây có cái này là hàng Quảng Châu thôi đây nè. Dễ thương lắm luôn á. Rồi em qua mẫu nha mấy tình yêu ơi, ai chốt thì lên giùm em nha mấy chị nha. Mèo 35 kg ok cho chị Hồng Nguyễn Hồng Thấm nè, 65 ngàn ok chị 35 kg nè. Rồi. Rồi ai chốt mèo lên mèo giùm em nha. Em còn 24, 25, 26. Vậy hả? Con em 17 kg ha. Giờ hết số 7 rồi, giờ chỉ còn số 6 rồi. Số 6 là cỡ 16 kg rồi. Có kèm cái nón đúng với thương luôn, cái nón mà em mua ngoài cũng có nhiêu cái đó, kèm cái nón luôn có 69 ngàn à. Rồi ai chốt mèo lên mèo giùm em nha. Còn cái màu xanh này có size con em chắc lắm, có size con em 17 kg á, 59 ngàn. Đây nè. Rồi ai chốt lên này, cái này có màu hồng nữa, cái này nữa thôi, chỉ có màu hồng nữa. Rồi ai chốt lên giùm em mã này nha mấy tình yêu ơi. Mèo em còn size 16, 17, 26, 28, 29, 24, 25 kg vừa nha. Rồi ai chốt lên kem mèo 65 ngàn, em lỡ hết lố tay dài này em qua mẫu nha mấy tình yêu ơi. Rồi em qua, từ từ nha, còn nữa mấy chị còn màu nữa. À mấy chị mon nè, mon nãy cho chị nào nữa nè. Đầm hoa vàng có sai con chị không ạ? Chị Phương Huy hồi nãy em chốt cho chị kia rồi. Chị Phương Huy ơi em chốt cho con cô chị kia hết sai con chị rồi. Đây là chị hồi nãy chị nào mon rồi, chị ơi mon rồi 35 kg nè, em còn là chị nào chốt lên 32-35 kg rồi. Chị Ngô Thị Hoài Phương ơi, có chốt cái này thì báo em nha mon nè chị, hay là chị nào có chốt mon thì báo em lên lại mon nè mấy chị. Còn nha, còn bộ nó đây nè tình yêu ơi, 65 ngàn mon nè mấy chị dành nè, đây giờ còn sốt nè, đây 32-35 kg vừa nha. Rồi ai chốt mon lên mon giùm em luôn, 32-35 kg vừa. Chị kia chốt bộ mon luôn, chị màu mon xinh quá à. Rồi em còn một màu nữa là em hết nha mấy chị nha, em còn một màu nữa em lên là em hết ra dài luôn. Rồi 65 ngày hôm nay sale bánh nóc luôn á. Rồi cái này em còn size 35-37, size 35-37, size 24-26 kg vừa, size 30-35 kg. Rồi ai chốt thì lên giùm em, màu này là màu vàng mấy tình yêu ơi, vàng mon ok cho chị. Ủa vậy hả chị Phương Trúc? Vậy hả chị Phương Trúc hả? Vậy em ghim số Zalo được không mấy tình yêu, em ghim số Zalo được không ta? Mấy chị có chơi Zalo đúng không? Chị Phương Trúc, chị cho em địa chỉ trên đây được không? Thôi mấy chị xó. Mon cho chị, mon cho chị Nguyễn Hồng Thấm rồi, mon chị Nguyễn Hồng Thấm. Sao làm mon chị Nguyễn Hồng Thấm trước thôi chị ơi. Chị không biết chạy. Mấy chị tìm nick game ra được không mấy chị? Nó cái nick em game mấy chị nhắn tin được không ta? Cái nick game mấy chị nhắn tin được không? Nhắn tin được hay em game cái số Zalo cho mấy chị nha. Em game cái số Zalo cho mấy tình yêu ha. Rồi từ từ để em nhắn tin cái số Zalo quá. Tại cái số Zalo của em là mẹ em lấy rồi nên em phải lấy cái nick của chị em á, em đặt số Zalo, nhưng mà cái nick của em là Nguyễn Ngọc Huyền luôn ha. Để từ từ để nhắn tin chị em á. Rồi em ghi cái số Zalo cho mấy tình yêu qua nha. Rồi em qua màu này, màu cuối cùng là hết nè mấy chị. Màu này chốt kem là màu vàng nè mấy chị, vàng dễ thương lắm. Hình là hình cô gái thôi đây nè, hình cô gái trong phim hoạt hình á. Tiền ơi con nhắn số điện thoại của mẹ con qua cho dì Năm đi. Con nhắn tin số điện thoại Zalo cho dì Năm đi, nhắn vô mẹ con á, mẹ con số Zalo của mẹ con cho Năm. Rồi để em ghi số Zalo, mấy tình yêu nhắn tin qua Zalo cho em cũng ok nha. Em chụp qua đó luôn rồi mấy chị cho địa chỉ. Rồi đây nè mấy chị, ai chốt thì lên giùm em mã này nha mấy tình yêu ơi, mặt sau giùm em nè. Đây chốt cho em màu vàng kèm số ký giùm em nha, 65 ngàn. Màu vàng giùm em còn size 30-37 kg vừa, size 24-26 giùm em nha, với lại một bộ size 10 giờ. Rồi em còn 3 bộ rồi, ai chốt lên kem màu vàng mặt sau nè mấy chị, cái quần giùm em nè.
Rồi ai chốt thì lên giùm em nha vàng. Rồi là em hết tay dài nha, rồi mấy chị muốn lên gì nữa mấy chị. Ủa bé sẽ ngủ màu xanh đó, ok em nha, ok 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 em. Rồi lấy kem sẽ ngủ màu xanh, ok em. 59.000. Rồi lấy chị lấy cho em cho. Rồi mấy tình yêu ơi, chờ em ghim cái ấy vô nè, mấy chị ghim cái Zalo vô nha, từ từ cho em ghim cái Zalo vô cho. Em ghim cái Zalo cho mấy tình yêu cho. Ok, với học phút nha. Mấy chị ạt Zalo giùm em nha. Rồi chị nào có đơn khách mới thì nhớ nhắn giùm em ha. Rồi em qua nha mấy tình yêu ơi. Rồi khách nào khách mới mấy chị nhắn tin qua Zalo giúp em nha, ngày mai em chụp qua cho mấy chị xem ha. Rồi qua mẫu mấy tình yêu ơi, qua mẫu ngay. Rồi chị nào muốn xem cái gì đó thì báo em nha mấy chị. Chị Phương Vy ơi, cái này con chị mặc được nè, đây nè mấy tình yêu ơi, body thì giùm em nha, em còn size từ 18 đến 25 kg, vừa ai chốt lên body em xem mấy chị trên live hôm nay 49.000, dễ thương lắm luôn á, ai chốt thì lên giùm em nha mấy chị nha, body ho đây. Ai chốt body thì lên body giùm em. Cả cáp hôm nay nó xấu quá mấy chị, thì luôn thôi để em để mặt mộc nha, được không, để mặt nó áp đi, để mặt mộc đi. Cáp có mấy cái hình nó lên cái màu cười quá à. Để em tắt áp cho em, để mặt mộc của em cho mấy chị xem luôn ha. Em tắt áp cho, để em tắt áp. Cáp hôm nay nó gơi quá mấy chị, nó gơi quá à. Để em tắt áp luôn. Để mặt áp đây nè. Đó áp này không. Rồi cái áp này ok á mấy chị. Đó mấy chị thấy không, cái màu nó sẽ ok hơn mấy chị ha. Đó là cái màu nó không có bị lè lè nha mấy chị đó. Rồi ai chốt thì lên giùm em. Rồi em thấy chị Phương chúc rồi đó, đúng rồi chị yêu, em thấy Calo chị nha đó. Rồi mấy chị có lên nhắn tin qua giùm em luôn. Rồi em qua mẫu tiếp mấy chị. Em qua mẫu tiếp mấy chị yêu, muốn lên gì thì báo em đi mấy chị ơi. Rồi em lên lại cái set váy nha mấy chị nha. Em lên lại cái set váy, chị nào chưa chốt set váy thì mình chốt ủng hộ em nha mấy tình yêu ở đây nè mấy chị. Ai chốt màu lá lên lá giùm em, size 8 kg mấy chị ho đây, đến 30 à, cái size to size 8 kg giùm em thôi mấy chị ho, đến cho em là 37 kg vừa. Mã này chốt kèm mã lá tay nè mấy chị, kèm cái quần luôn. Giá nè mấy chị, nhí 59 đại 69 cho em thôi. Rồi ai chốt thì lên kem mã này là mã lá kèm số ký giùm em nha. Mấy chị nhắn tin Zalo giùm em nha mấy chị nha. Chị Nguyễn Anh ơi, chị nhắn tin Zalo giùm em đi chị. Cái Zalo của em, cái số em ghim á. Trời mà em đâu có đẹp đâu mấy chị, mà em còn đang bêu da. Em đang bêu da luôn á, mà em đâu có đẹp đâu thiệt luôn mấy chị, mất xem. Mà em gơi lắm, không phải là gơi nhưng mà ít là mặt mộc của em mấy chị sẽ thấy nè, em mới bêu da xong á chị ho đây nè. Để em cho mấy chị xem mặt mộc của em. Đó đây mặt mộc của em ho, đó mặt mộc của em đó. Đó mấy chị thấy rõ cái màu ho, đó là cái mặt mộc của em như vậy mấy chị. Dạ chị Tuyền Hoàng, em không có áo khoác, còn chị yêu có áo khoác là em cũng giờ ok chị đá ba mấy chị. Lá 30 lá 34 kg chị Nguyễn Anh, ok chị yêu nha. 69.000. Mấy chị có đơn nhớ nhắn tin vô Zalo giùm em nha mấy chị nha. Mấy chị biết sao, nhiều khi có em cái em nghe không được cái rõ cái tiếng mấy chị, với chị nào chốt đơn nhắn tin lấy cái mấy chị ra địa chỉ, em nghe cái địa chỉ thành nó lộn xộn tùm lum luôn mấy chị. Nói là chị nào mình thương em thôi, mình thương em thì mình ấy cố gắng mình ấy giùm em. Lá 34 kg cho chị yêu nè, ok chị nha, lá 34 kg. Là 34 kg cho chị luôn, đúng bự luôn. Lá 34 kg cho chị nha.
cho chị Nguyễn Anh. Mấy chị nha, nhớ nhắn tin Zalo cho em nha. Đó mấy chị thấy mặt mộc của em ghê luôn mấy chị. Em xấu lắm mấy tình yêu ơi, đâu có đẹp gì đâu đó. Rồi em qua. Rồi ai chốt lá lên lá giùm em mấy tình yêu nha. Lá. Rồi em qua mẫu khác. Rồi ai chốt mẫu này lên kem mẫu này luôn mấy chị ơi. Cái mẫu này dễ thương nè. Mã này chốt kem là mã ngố kèm số ký giùm em đây. Size đến 35kg vừa. Ở size đến 33kg vừa mấy chị đây nè. Size đến 33kg vừa, 33-34kg vừa giùm em nha. Rồi ai chốt mã này lên cho em nha. Size từ 8kg đến 34kg vừa. Chốt kem mã này mã ngố. Nhí 59 đạt phát chính đó. Mấy chị thấy cái màu rõ chân thật không? Thôi cái màu sẽ chân thật như vậy mấy chị nha. Đó hồi nãy cái áp kia cái màu nó hơi đậm kỳ kỳ sao á. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha. Mà này chốt kem là ngố kèm số ký giùm em luôn đây mấy chị. Mặt trước giùm em mặt sau nè. Ai chốt mã ngố lên ngố kèm số ký. Em có size từ 8kg nha mấy chị nha. Đến 34kg vừa. 5969 giùm em nguồn ngố mấy chị ha. Nguồn ngố. Rồi em qua mẫu nha mấy chị nha. Qua mẫu. Mấy chị muốn lớn thì báo của em nha mấy chị nha. Lớn gì đó ta. Muốn lớn thì nó báo của em nha mấy chị. Em lớn cho. Em bỏ cái bộ dài này vô đó. Đây ngựa này hồi nãy em còn nè mấy chị. Nãy ngựa em còn size đến 33kg ngựa nè. Ai chốt ngựa lên ngựa giùm em thôi. Đây ngựa tay dài quần dài nè. Nãy chị nào vô sao chưa chốt được ngựa thì chốt ngựa cho em nha. Dễ thương quá mà ngựa cũng đẹp lắm mấy chị. Rồi ai chốt màu nào qua màu đó giùm em. Rồi em qua mẫu. Rồi em qua nha mấy tình yêu qua, muốn lớn thì báo em. Hồi nãy em sale 8kg mấy chị, có chị nào 8kg hốt về cho cháu nha mấy chị. Em có đồ bé trai nha. Chị ngựa đó là bộ tay dài quần dài em bán 65 ngàn hàng 3D lợi 1 nha. Có xếp ngố 2 giây không hả? Xếp ngố 2 giây chị hết rồi Phúc ơi. Xếp cái 2 giây chỉ có 3 đôi thôi mà chị hết rồi không? Chị có gì quên rồi. Chị có cái gì em quên rồi. Chị có bà cô Tông thôi mà cô Tông chị hết rồi. Cô Tông không hết rồi. Rồi em qua mẫu mấy chị nha. Ơ mấy chị em cũng hoa thiệt luôn á mấy chị. Em hiền lắm luôn á. Em còn mấy size 8kg mấy chị nào hốt rồi mấy chị. Em lên em sell cho mấy tình yêu mình 8kg 19 ngàn nè mấy tình yêu ơi. Có ai mua thì mua về cho bé đi. Thiệt luôn mấy chị em vậy. Mấy cái mẫu mà sao size nhí không rồi mấy chị. Mấy mẫu mà sao có size nhí thôi rồi. Em có bé trai mấy chị nha. Em có bé trai không? Em có mấy chai mấy chị muốn lên thì báo em nha mấy chị. Em lên nha. Giờ em quen quán dài không biết lên gì luôn á. Rồi lên gì nữa đây ta. Dạ ngộ em có 30kg á chị. Có chị yêu ơi em còn nhiều màu lắm. Chị có muốn coi lại em lên lại cho. Chị bi bướng bỉnh rồi chị ơi cho em số điện thoại nha chị. Mấy chị ơi em ghim cái số Zalo của em. Mấy chị nhắn tin qua Zalo chốt đơn giùm em được không? Mấy tình yêu ơi kết bạn qua Zalo nhắn tin giùm em nha mấy chị nha. Thì cái app nó đang bị lỗi, trang bay đang bị lỗi với mấy chị. Em không nhắn tin được thôi, không nhắn tin được qua cái gì quên rồi. Không qua trang bay được mấy chị nhắn tin Zalo chốt đơn giùm em nha. Rồi đây mấy chị bộ này 30-32kg vừa cho em dây mấy chị ơi cực kỳ đẹp. Phải cực kỳ đẹp chốt em 49 ngàn. Đây nè. Rồi ai chốt dây lên dây giùm em 49 ngàn nè mấy tình yêu ở đây nè. Ai chốt dây lên dây giùm em nha 49 ngàn tự nhiên chốt có sai thì chốt mấy chị thật sự luôn sale 49 ngàn luôn á.
ký này đây. Ai chốt thỏ thì lên thỏ giùm em thôi, đây thỏ nè mấy chị. Đó, tình yêu đoàn chốt thỏ thì lên thỏ giùm em luôn. Size 26 đến size 28-30 với lại size 35-37 ai chốt thỏ thỏ ra tay dài quần dài giùm em luôn. 65.000 rồi em qua bổ tiếp. Chị yêu mình có lấy thì lên em số điện thoại nha mấy chị ơi, có lên em số điện thoại nha mấy chị nha. Rồi em qua mẫu tiếp cho mấy tình yêu cho. Mà con mèo. Cái gì mất thơ, mất thơ, mới làm cái gì mất thơ. Con mèo nè mấy chị, ai chốt mèo lên mèo giùm em luôn. Size từ 8kg đến 37kg vừa mèo. Nhí 59 nha, đại 69 giùm em đây nè mấy chị cái quần nè. Dễ thương đó mấy chị, xách váy có một bên trong hàng 3D cho em nha. Ai chốt thì lên kem mã này là mã mèo kèm số ký giùm em luôn đây, mặt trước nè mặt sau nè mấy chị, kèm kem cái quần. Ai chốt mèo lên mèo giùm em nha, có quần bên trong giùm em luôn đó. Nhí 59 đã 69 nha, chốt kem mã mèo 5969 luôn mấy tình yêu ơi, có quần chip với chị khỏi cầm mua cái quần chip nữa mấy chị. Còn có nha chị nha, sếp trắng mà sao có bé 12kg hơn. Sếp trắng mà sao chị Huyền Nguyễn hồi nãy chị có lấy cái tầm này chưa, đây nè tầm này nè chị, cái tầm hoa này nè chị, đây nè nãy giờ người ta chốt em chờ chị nó không thấy, không biết chị lên cái tầm hoa này chưa, đây nè chị 79.000 tầm hoa nè chị yêu ơi, đây tầm hoa nè chị Huyền Nguyễn đây nè 79.000 giùm em không, ngoài sau là hình trái tim nha, còn lần trước nè chị đó có lấy thì báo em nha. 79.000. Rồi em qua đi mấy chị, ai chốt gì nữa không ta. Thế thay dây nè không? Không, cái này size nhỏ lắm Phúc, cái này size nhỏ lắm, size đến cỡ 15kg rồi, cái này cỡ 15kg rồi, nhỏ hơn. Size nhỏ. Size nhỏ, cái đó có size nhỏ rồi. Rồi ai chốt mã này lên mã này giùm em mèo kèm số ký nha, size 8kg giùm em thôi, đến cho em là 37kg vừa. Nhí 59 đã 69 giùm em luôn, 5969. Ai chốt mèo thì lên mèo giùm em mấy chị ho mèo. Cái thay dây vừa hết đấy, chứ thay dây vừa hết rồi. Ai chốt mèo lên mèo kèm số ký giùm em nha. Sếp trắng là 69.000 giùm em mấy tình yêu ơi, sếp trắng là 69.000 giùm em thôi đây mấy chị ơi. Cái áo nha kèm mấy cà vạt riêng giùm em mấy chị thôi, cái cà vạt riêng giùm em, mình thích gỡ ra mình gỡ, mình thích trồng với hồi mình trồng. Nói như cái cà vạt của mấy người mà đi bưng quả vậy mấy chị, đây nè, có dây bo chun thôi đây. Rồi kèm kem cái váy thôi, bên trong không có quần, rồi ai chốt thì lên giùm em mấy chị thôi đây. Mấy cái hàng này em lợi ích lắm mấy chị, thì có chị nào mua được thì mua ủng hộ em thôi. Em nói chung là em bán rồi không có lời nhiều, mấy chị yêu ai tin tưởng thì mấy chị mua thì mấy chị sẽ nghiện thôi. Mấy chị mua thì mấy chị sẽ nghiện. Rồi em qua. Gấu này em còn size 34, 35, 32, 33. Size 15, 16. 15, 16. Rồi ai chốt gấu lên gấu giùm em nha mấy chị nha, gấu nha mấy chị. Nhí 59 đã 69 giùm em nha, đây bộ ngố cho em mặt sau nè mấy chị. Rồi kèm cho cái quần ngố cầu vòng luôn, vải cực kỳ đẹp. Mấy những cái hàng này em như cái set váy rồi em bao cho mấy chị giặt, mấy giặt không nhăn không nhão không xù lông mấy chị hơi mặt đã luôn. Trời ơi, lấy set trắng 12kg luôn chị Nghi Lê. Chị Nghi Lê lên giùm em là lấy set ờ à, thâu ủng. Chị Nghi Lê ơi, chị nhắn tin Zalo giùm em nha, khách mới nhắn tin Zalo giùm em ha. 12kg là 69.000. Mới nhắn tin Zalo mà em đây nè chị yêu, em nói thật luôn đó, dễ thương lắm. Ồ dễ thương không mấy chị, nhắn tin Zalo giùm em nha mấy tình yêu ơi. Rồi ok chị Nghi Lê nha, khách mới nhắn tin Zalo giùm em nha mấy chị nha. Rồi ai chốt thì lên giùm em luôn, lấy sức trắng 12kg chị Nghi Lê. Mấy cái mẫu ngoài sao đều có size 12kg nha, chị muốn chốt cái nào thì chị chốt ha. Tất cả những mẫu ngoài sau đều có 12kg. Rồi em qua mẫu mấy chị. Rồi gấu giùm em kèm số ký giùm em nha.
Mèo hả chị, mèo 59 luôn. Ủa hình như nhận được tới, ủa nhận được hả anh? Lấy set mèo cho chị, set mèo 59.000 giùm em luôn, 59.000 luôn, 12 kg, ok chị yêu nha, 12 kg cho chị nè, set mèo. Rồi ok chị nha, rồi. Rồi dạ, khách mới nhắn tin cho Trang Bay giùm em đi, mấy tình yêu ơi nhắn tin cho Trang Bay nha, khách mới nhắn tin Trang Bay giùm em đi. Chào em nói là khách mới nhắn tin được rồi. Rồi mã này chốt cho em là gấu nè mấy chị, gấu. Em còn size 10, 15, 16, size 30 đến 35 kg vừa đây. Rồi ai chốt gấu lên gấu giùm em nha, dí 59 đại 69 giùm em luôn, rẻ đó mấy chị, em nói thật luôn, cực kỳ rẻ luôn đây nè mấy chị. Đó ai chốt thì lên giùm em nha, tất cả những mẫu ngoài size em đều có 12 kg, chị nào muốn chốt mẫu nào thì báo em thôi mấy chị, thôi hoặc là muốn xem mẫu nào báo em. Nói chung size đó từ 8 đến 16 kg đó mấy chị đó, nên chị nào có size những cái mẫu này, những cái size đó thì chốt giùm em thôi mấy chị ha. Rồi qua mẫu con mo này cũng cưng lắm nè. Rồi ai chốt mo lên mo kèm số ký giùm em luôn đây mo này mấy tình yêu ơi, mo mo em còn size 8 đến 10, size 16 đến 10, size 15 đến 18 ký vừa, size 21 ha đến 33 ký. Rồi mã này chốt cho em là mo mà sao nè, mo rồi kèm cái quần ngố cho em luôn đây. Tiêu nào chốt mo thì lên mo giùm em kèm số ký nha mo. Mấy chị muốn lên bé trai ha, rồi ai chốt mon lên mon giùm em mấy chị nha, bé trai bao nhiêu ký mấy chị ơi, mon kèm số ký giùm em nha mon. Có ai có bé trai không mấy chị chấm lên giùm em đi, em sell cái ống này á mon nha. Ai chốt mon thì lên mon giùm em kèm số ký luôn mon. Cái này cho mấy chị mon ha. Chị mon em hết 12 kg rồi, mon em còn 8 đến 11 kg á chị, 8 đến 11 kg á. Rồi chốt cho em mã này nha mấy chị nha, đây nè. Size này giùm em là 11 nha mấy chị nha, 10, 11, 12 kg vừa. Chốt cho em mã số 4 luôn, sale mấy chị 19.000. Mã số 4 giùm em nha, sale 19.000. Ai chốt mã 4 là mã 4 giùm em nha, 19.000. Cái này còn số lượng ít rồi em sale có mấy chai cho mới cho mấy tình yêu mình chốt không. Rồi mã số 4 giùm em nha, ai chốt mã 4 là mã 4 giùm em luôn, mã 4. Rồi 21, 22 kg vừa, xả luôn 39.000. Tờ màu vàng. Màu vàng em còn size 14, 15, size 16, size 21, 20, 21, 22 kg vừa. Chốt em vàng nha, rồi sale 39 thì cái này em bán 5, 9, 69 nhưng mà còn ít thôi em sale luôn. Cho nó hối mấy chị, mẫu này sáng mắt này dễ thương quá. Rồi ai chốt vàng lên vàng kèm số ký giùm em mấy tình yêu nha, đây 39.000 giùm em luôn, ai chốt vàng lên vàng chắc nè mấy chị. Rồi còn mấy trai em xem cho nó hết màu vàng. Rồi màu cam, ai chốt cam lên cam, cam còn size 15-16 kg vừa. Cam giùm em ha, 39.000. Rồi tình yêu nào chốt cam thì lên cam giùm em 39. Màu cam, màu vàng. Nhện em còn size 19-20. Nhện em còn size 19-20. 14, 15, rồi ai chốt nhện lên nhện. Vàng. Vàng em chốt với chị Nghi Lê trước thôi, vàng chị Nghi Lê comment trước nha chị yêu ơi, 39.000. Qua màu khác cho em còn cái gì em sale cho. Vàng cho chị Nghi Lê trước thôi em. Em có gì em ấy cho, em chốt cho mấy tình yêu cho. Vàng. Rồi nhện em còn size 19-20 nè mấy chị, nhện. Nhện em còn size 19-20, size 14-15. Rồi ai chốt nhện lên nhện giùm em luôn, nhện. Nhện nè mấy chị nha, nhện 39.000. Ai chốt nhện thì lên nhện giùm em thôi, nhện nè mấy chị. Đó ai chốt thì lên giùm em nhện. Em còn ba đôi bé trai nữa mấy chị có chốt ba đôi bé trai rẻ sai không để em lên thân kia cho mấy chị. Cam 16. Cam 16 cho chị ô. Cam 16. Cam. Cam 16 em xem chị 29.000 nha chị ơi, cam này em xem chị luôn 29.000. Cho chị phun chút là 29.000 cho chị phun chút đi. Cam chị phun chút 29.000. Chứ không hết bao rồi. Cam chị phun chút. Xả luôn 29.
Rồi đây nè mấy chị, ai chốt lên em nha, màu vàng nè, màu vàng vải đẹp lắm mấy chị. Đây nè, màu vàng nè, ai chốt vàng lên vàng giùm em thôi, 39.000 đây. Vàng 39.000 giùm em nha, ai chốt vàng lên vàng giùm em, vàng em còn size 14 đến 16 kg vô vàng. Rồi nhện, nhện em còn size 14, 15, chứ lại size 19, 20, ai chốt nhện lên nhện giùm em luôn nhện nè mấy chị. Đó, ai chốt lên em mã này mã nhện kèm số ký giùm em thôi nhện, để em coi còn gì em xả cho nhện nha mấy tình yêu ơi, nhện. Nhện 15kg ok chị nha, nhện 39.000. Em bán em 21 đó mấy chị. Đây mà nhện 20kg nha mấy chị, có ai có size thì chốt nha mấy tình yêu ơi. Nhện vải đẹp lắm luôn á. Chị Thảo mua, chị Thảo ấy chốt nha chị. Vàng 16 ok chị Phương Trúc nè, 39.000 nè. Mà Phương Trúc nữa báo em bỏ vô kia luôn nè. Mấy chị ơi nhớ mua đủ đơn giùm em nha. Dạ có chị, nhện 20 cho chị đổi thì anh tí 39.000 nè. Nhện này đúng xinh luôn mấy chị, không chốt ha, nhện này vải đẹp nhất đó mấy tình yêu ơi. Cho chị đổi thì anh tiếp nha, ok chị yêu nè, nhớ mua đủ đơn giùm em tình yêu ơi. Nhớ mua đủ đơn giùm em nha. Cái này hồi bữa dành giật đó, dành giật xuống cái này nè, em sell cho chị nào có size thì hốt với mấy chị đây nè. Cái này giùm em size này cỡ 14, 15, 16 kg vừa đây. 14 đến 16 kg vừa nha, chốt gấu 29.000 đây mấy chị, thật sự hồi bữa bộ này dành lên dành xuống. Gấu giùm em nha gấu. Ai chốt gấu lên gấu giùm em mấy tình yêu hoa, đây gấu nè mấy chị. 14 đến 16 kg vừa thì rồi chốt gấu lên gấu quần là quần váy luôn rồi, xả luôn 29.000. Đó, có chị nào chốt thì cho em có bé nhiều đó, mấy chị muốn lớn thì báo em đi rồi em bỏ ít bé trai cho mấy chị đi chốt nha. Gấu 29 đó chị Hồng Thắm. Rồi từ từ mấy tình yêu, chờ muốn lớn thì báo em nha, từ từ em lên. Một cái hai cái em hay xả lắm mấy chị thiệt luôn, bây giờ là em không có giữ đơn của ai hết trơn nữa thiệt luôn á. Rồi cái bộ này bên em sale với tình yêu mình luôn nè mấy chị. Bộ dài em còn size 23-24kg, chứ lại size 30-33kg vừa, chốt cho em mã dài mấy tình yêu nha. Mấy chị coi nè, trai gái mặc đường luôn. Em xả cho mấy chị 39.000 đây nè mấy chị. Có giá trên like thôi, 39.000 còn đúng 2 bộ. Ai chốt thì mình lấy giùm em thôi, mã dài kèm số ký mấy tình yêu ơi. Rồi em còn bộ vàng size 14-15 nè, có ai chốt giùm em mấy chị. Vàng 14-15 giùm em là hết luôn nè mấy chị yêu ơi. Vàng 14-15kg giùm em nha, ai chốt vàng lên vàng. Nhiều mấy chị quên rồi, 39.000. Rồi ai chốt lên giùm em. Rồi bộ đát này giùm em luôn. Đây mấy tình yêu ơi, size 14-15kg vừa, chốt kem đát đen. Đát đen nha mấy chị nha, 29.000 cái thôi, 25.000 luôn ấy. Đó, ai chốt đát đen lên đát đen giùm em, 25.000 mấy tình yêu ơi. Đát đen 25. Rồi em qua mẫu. Trời ơi gấu gái, chị yêu ơi gấu gái nha. Có nha chị Nguyễn Hồng. Làm bé 10kg em có nhiều lắm chị yêu ơi, em có nhiều lắm chị. Đại em có nhiều lắm hả, mấy chị muốn xem mẫu gì ta. Nhiều rồi. Em không ra đại trà được rồi. Ủa nhện còn nè mấy tình yêu ơi, nhện còn nha, đây nhện còn. Nhện còn bộ 3, 4, 35 nữa, ai chốt nhện lên nhện giùm em đi, 3, 4, 35kg nè đây nè. Nhện 3, 4, 35kg giùm em nha, ai chốt nhện lên nhện giùm em luôn, 3, 4, 35kg. Rồi xám giùm em luôn, xám 39.000, xám với thương mấy chị, ơ cái thương quá. Xám 14, 15kg nha, rồi ai chốt xám lên xám luôn, 39.000 luôn. Rồi ai chốt mẫu nào lên mẫu đó giùm em mấy chị ơi, cực kỳ rẻ luôn. Rồi hết. Nhện 35. Đắt đen cho chị Nghi Lê, đắt đen nhiêu 25.000 đúng không, ok chị yêu nè, đắt đen 25 nè. Đắt đen 25. Em xả cho nó hết mấy chị thiệt luôn, mấy chị này muốn xả không, muốn xả cuối like luôn mấy chị, em xả cho nó hết. Thiệt luôn quá, em cũng muốn xả nó nhiều lắm mấy chị thiệt, cái chỗ của em nó muốn gơi luôn á thiệt luôn, em chấp nhận em lỗ cũng được á. Nhện 39.000, nhện ba cho chị ơi, nhện 39 đúng rồi, cho chị Sơn Hải Anh, ok chị yêu nha. Rồi xám luôn, xám cho chị xám cho chị Phương Trúc luôn, ok 39.000 luôn, ok mấy chị yêu nha. Rồi cảm ơn mấy chị yêu ủng hộ em nhiều nha. À, cái
mấy chị em nói thật luôn, em không phải em nói nha mấy tình yêu nha, em cái em nói thật không hiểu sao nhiều khách phái lắm, nhiều khách ta phái là ồ đồ sát nách này nọ cho con ta thoải mái, mà em giờ thích em bé không có được, mấy chị nhìn lô ngốt mấy gái em rồi hàng sát nách rồi em bé không có được mấy tình yêu thôi, em sale mà coi như một bộ em lỗ 20 ngàn, 20 mấy ngàn luôn, mà nhiều khi mấy chị chốt được 2-3 bộ thôi, em cái em nói thật luôn, em dám tuyên bố trên đây cho mấy chị luôn, không biết sao bán không được. Bạn bên xưởng mới chào em cái lô đó, cái sát nách tí mà nó đẹp, mà em thấy đẹp thiệt mấy chị, nhưng mà em nói không, sát nách em bé không có được, kỳ lắm luôn, không hiểu sao nha mấy tình yêu nha, đó không hiểu sao mà bán không có được luôn mấy chị. Chán lắm mấy tình yêu ơi. Rồi rồi ok nha, ok chị Hồng Thắm cái gì em xả ra không sao đâu mấy chị. Rồi em qua, em qua nên mấy chai sung quá mấy chị, mấy chai sung mất gì đâu. Rồi mấy chị ơi, gấu trắng này em còn 2 bộ nữa mấy chị, cái này là size của bé hoặc là mẹ mặc được luôn nha. Đây mấy tình yêu ơi, đây 79 thì em còn size cồ thôi nha, màu trắng này em còn size cồ thôi, size này giùm em là 40, từ size từ 40 từ 50 kg mấy chị nha, size từ 50 kg giùm em, bé là từ 40 kg, bé là từ 40 kg, còn mẹ là từ 50 kg cho em nha. Rồi đến khoảng cho em là 58 kg vừa, 57-58 kg vừa. Rồi đây màu trắng 79 ngàn, chị nào có mua vậy cho bé mình mặc size cồ hay là kiểu như là còn mẹ mặc cũng được nữa. Đây nè mấy chị, mẹ là từ size từ 50-57 kg vừa, còn bé là từ size 40-55 kg nha. Rồi đây ai chốt thì lên trắng giùm em nha, 79 ngàn, size này size cồ nhớ tình yêu ở đây nè mấy chị, to đùng luôn á. Rồi ai chốt lên kem màu trắng, màu trắng giùm em nha, ai chốt trắng thì lên trắng giùm em luôn, còn muốn lên bé trai thì em lên mấy chị nha, coi còn bé trai còn gì sale không, chút chờ em tí đi. Trắng chị Nghi Lê, trắng bao nhiêu ký chị yêu ơi? Ó chị Hồng Thắm nhắn tin này, hôm nay em mới nhận hàng bộ 3D mẹ bé đẹp quá trời. Thiệt sự đẹp lắm luôn đúng không chị, đẹp, đẹp lắm. Cái tình yêu ơi đẹp lắm, cái tình yêu. À bộ màu trắng em còn size một bộ 34-35 kg nữa nha, có ai chốt trắng lên trắng giùm em. Trắng em còn bộ 34-35 kg nữa mấy chị, đây nè. Trắng em còn bộ 34-35 kg nữa nha, rồi ai chốt trắng lên trắng 34-35 kg thì 69 ngàn nha. Còn size kia size cồi 79 ngàn giùm em đó, em bán theo giá đó mấy chị, chứ phải muốn bán nhiêu bán nha mấy chị nha. Đó mấy chị nào cứ ấy thì chốt giùm em đây, trắng chèn số ký giùm em trắng. Chị Nghi Lê ơi, trắng bao nhiêu ký chị, trắng có chị nhiêu ký hết đồ chị ra như ý hết rồi, em nói thật luôn, có là chốt nữa rồi, dễ thương muốn xỉu úp xỉu đau luôn, còn đâu mà chốt nữa chị, còn còn có cái local đâu mà chốt nữa. Dễ thương mà rẻ ha chị ha, rẻ lắm mấy chị ơi, thật sự luôn. Rồi qua mã, trắng bao nhiêu ký lên kèm số ký giùm em nha. Rồi cái này em còn size từ 21-35 kg vừa, chốt kem là màu xanh biển. Đơn chị Thảo, Thanh Thảo em còn, chị Thanh Thảo ơi, chị muốn lựa thêm gì đó, chị Thanh Thảo em còn rồi tình yêu ơi. Cái gì trời, chị Phương Vy ơi, trắng bé 25 kg em hết rồi, đâu còn đâu, bây giờ em còn mẻ không à, em còn mẹ không mà chị yêu ơi. Rồi màu xanh, ai chốt xanh lên xanh giùm em ha, size 21-35 kg vừa, 69 ngàn, em còn size đại thôi đây, ai chốt xanh lên xanh giùm em nha mấy tình yêu ơi, size 21-35 kg vừa, ai chốt lên kem màu xanh này mấy chị, 69 ngàn nha, áo cánh dơi kèm cái quần ngố cho em luôn, dễ thương quá. Ai chốt lên kem là màu xanh kèm số ký giùm em luôn, xanh. Ừ chị ba như ý chị hỏi em trả lời chị, mà chị không chốt gì hết trơn á, đúng đẹp luôn, nhiều đúng màu dễ thương quá trời luôn, dễ thương. Giờ còn size cồ mẹ thôi, không hết size em bé không mấy tình yêu ơi. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha, lên mấy chai ha, rồi em coi cái gì em lên cho. Em còn 3D chai mấy tình yêu ơi, lên 3D chai em chờ em tí nha. Rồi cái này em còn size XL, rồi bộ gấu này em xả cho mấy tình yêu mình luôn ha. Đây gấu là ai chốt gấu lên gấu em xả luôn 29 ngàn nè mấy chị, đây nè dễ thương lắm, con gấu hay là con gấu theo cho em luôn nha. Rồi chốt cho em size này từ 10 size này từ 16 kg đi mấy chị, size này từ 16 kg giùm em thôi, đến sau em size là 29 ngàn cho em gấu 29 nha. Đây đến size này cho em là 21 kg thôi, 21-22 kg. Rồi chốt gấu giùm em kèm số ký, em còn vài bộ em cũng hết luôn rồi, gấu kèm số ký giùm em nha.
chị ơi, mấy hộp quan tâm có size nhí thôi. Còn váy size to em có váy khác nha chị yêu nha. Váy size to có size khác như 37 kg em có váy khác ha. Chứ mấy cái mẫu mà size không có chị yêu ơi. Còn size cổ cũng hả? Hình như còn còn size 19 hay sao chị Hồng Thắm ơi, chắc còn số 19, 18 gì đó chị Hồng Thắm ơi, chị mặc số nó buồn. Gấu 22. 29.000 em mới tình yêu ơi, từ từ chờ em tí nha, từ từ em chị đổ thì em tí em coi cái size cái đó. 22 từ từ. Chị ơi. Ok nè, 20 kg. Ok chị. Rồi ok cho chị đổ thì ấm tới 20 kg nè. Cho chị kia 22 kg nè. Để từ em lo lại cho, để từ em lo lại cho mấy chị nha. 29.000 mấy chị mua, mấy chị ơi mang sale á. Gấu 22 chị Nghi Lê nè, 29.000 luôn. Rồi để coi em coi là còn màu gì em lên cho mấy chị nha. Chị nào mấy chị ơi không có bé thì mua về mặc giùm em, mấy chị ủng hộ em nè mấy chị ơi. Ủng hộ giùm em không mấy chị ho đó, rẻ lắm luôn á, ủng hộ giùm em nha mấy chị. Rồi ai chốt gấu lên gấu giùm em mấy chị nha, có 29.000 nha mấy chị, 29.000. Mấy chị gấu 22 em hết rồi chị Thanh Thảo, cho chị Thanh Thảo comment chậm quá vợ. Chị Thanh Thảo ơi em hết gấu 22 rồi chị, em hết gấu 22 rồi. Còn size này từ 10 đến 18kg vừa, 17 đến 18kg vừa chị yêu ơi. Có còn sót cái nào không cho chị tôi chứ ba. Trời ơi mấy tình yêu ơi. Hết sức mày hết rồi, còn cái set váy này xả thôi. Mất cho con cái này nữa, mất. Mất con mặt này mà, cái này nè. Cho con đồ mới này nha. Cái áo mặc váy lắm mấy chị, dầu size này giùm em là size 15 kg, hơn 15 kg. Từ từ em giờ em coi, em nói thiệt đẹp lắm mấy chị, đẹp hơn cái bộ ngố mấy chị mua hàng ở ngoài nhiều luôn á. Rồi cái này em còn size này từ 13 kg mấy chị nha, 13 đến 15 kg vừa. Chốt kẻ xếp váy này em sale mấy chị 39.000 nha, em sale 39.000 để lấy lại vốn thôi. Rồi đây ai chốt thì lên giùm em nha mấy chị nha, 39.000 đây. Ai chốt thì lên giùm em nha, 39.000 kèm số ký, em còn size 13 đến 15 kg vừa, dễ thương quá mấy chị. Cái này bữa chị Lan như ý lấy rồi. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha, rồi em kiếm đồ em sale tiếp cho. Trời em mấy chị nha, đừng có thoát ra nha, để sale tiếp. Rồi mấy chị ơi, chấm like giùm em cho mấy chị. Chờ em tí nha, em đơn hàng từ từ cho. Là còn cái này của bé trai em sale cho mấy chị cho. Thôi mệt quá à, mấy chị ơi. Mệt thì thật sự là mệt. Rồi ok mấy tình yêu hoa. Rồi mấy chị ơi, chốt giùm em cái mẫu này với mấy chị đây. Doraemon em còn size 23, 24, 25. Size 10 ha, size 10, 12 kg vừa. 10, 12 26, 28 26, 28 cái đèn còn lẻ sai vậy. Rồi ai chốt mon em mon mấy chị ơi, em xả luôn nhí 49 đại 59 nha mấy chị. Mon mon 10, 12 giùm em thôi. Đây nè của bé trai nha, rồi của bé trai em xả hôm nay trước cho mấy chị đây nè. Cái lô này đúng xinh luôn á. Đây mon, ai chốt mon em mon giùm em nha. 10, 10, 11, 10, 12 26, 28 23, 24, 25. Rồi ai chốt mon em mon mấy chị nha, nhí 49 đại 59 nha mấy chị ơi, xả cho nó hết đây nè. Dễ thương quá à. Ai chốt mon lên mon giùm em kèm số ký nha mấy chị nha. Tại mấy gái 2-3 kg em có chị yêu ơi, có nha. Nói chung nhiều, có set váy nhiều hơn chứ đầm ít lắm chị. Đầm em có đầm body thôi, đầm body, đầm phơm su. Rồi ai chốt lên giùm em mã này nha mấy tình yêu ơi. Mon kèm số ký thôi, em xả hết luôn. Trời thôi 49.000 đi mấy chị ơi, 49.000 đi. Ai chốt mon lên mon giùm em thôi, 49.000 của bé trai nha, 49.000 luôn. Chị đọc chốt thì chốt. Rồi khủng long, khủng long em còn size 14, 15.
Khủng long còn size 14, 15 mấy chị, ai chốt khủng long nữa, khủng long giùm em. Khủng long 14, 15 kg vừa nè mấy chị, 49 ngàn đây. Rồi ai chốt thì lên cho em mã này, mã khủng long thôi. Đây dễ thương quá, 49 ngàn mã khủng long. Ai chốt được gì thì chốt mấy chị nha, đó 49 ngàn đây, xả cho nó hết. Mon 22, ok chị Thanh Thảo, mon 22 này 49 ngàn luôn. Rồi em xem cho mấy chị đủ đơn nha, để em gửi hết cho mấy chị luôn không. Mon 22 nè, để xả cho mấy chị hết luôn. 49 ngàn đó chị yêu ơi, sale lắm luôn á. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha, khủng long. Rồi mã này chốt cho em là mã O. Em còn size 15, 16 chốt cho em là mã này, mã K 15, 16. Size 23, 23, 24, 22 đến 24 kg vừa. Chốt cho em mã này là mã khủng long giùm em luôn đây. Ai chốt ở lộn cam, ai chốt cam lên cam em 49 ngàn nữa chị. 15, 16. 22 đến 24 kg vừa. Ai chốt lên cho em là mã cam nha, hình con khủng long dễ thương đúng không? Cam. Chị Thảo Nguyễn chốt hết đi chị, em theo rẻ lắm luôn á. Rồi 22 24. 22 24. Size 8 kg. Size 15 16. 15 16. 14 kg, 13 14. 26 28. Rồi chốt cho em mã này mã nhện luôn. Rồi ai chốt nhện lên nhện giùm em đây nè mấy chị nhện. 49 ngàn giùm em nha, đây em qua nhiều mẫu đây. Có ai chốt thì ủng hộ em đi nhờ, 49 ngàn nhận. Cam 16, 49 ngàn nha mấy tình yêu ơi. Ok ok, để em lên cho chị cam 16 chị Phương Trúc luôn. Cam 16 chị Phương Trúc. Cam chị Thanh Thảo 22, 49 ngàn mấy chị nha, chốt đi em bán 69 đó. Mấy chị không tin cứ hỏi chị Sơn Hải Anh đi mấy chị. Không tin cứ hỏi chị Sơn Hải Anh đi. Mua xả 69 đúng không chị? Mua 59, 69 đúng không? Em nói thiệt. Cái này ở đâu em đột ra em sale đó. Mấy chị cứ hỏi chị Sơn Hải Anh coi đúng không. Rồi mã nhọn luôn, ai chốt nhọn lên nhọn xả 49 hàng 3D. Mấy chị ngó 3D để giờ mấy chị khen á. Mấy chị khen là nhận hàng đẹp á, nói đây nè. Nói chung nói chung một xuống á mấy chị. Rồi ai chốt nhọn lên nhọn kèm số ký giùm em cái quần này mấy chị. Đó 49 ngàn nhí đại luôn. Rồi ai chốt thì mình lên giùm em nha, hình con nhện luôn mấy chị. Em bán 5969, không có sale giá này đâu mấy chị yêu ơi, nhện. Rồi ai chốt nhện lên nhện em kèm số ký luôn mấy chị, nhện nha. Rồi nhện. Em còn chị này kiểu có chị đặng thì mấy chị có bộ mon không em? Bộ mon hả chị, bộ mon là em coi bộ mon. Mon hả? Chị mon này hết sai con chị rồi phải, mon hết sai con chị rồi chị. Đó mấy chị thấy xì hơn anh nói không, đó là em mua giá đó đó mấy chị thấy không. Tại cục ít em thấy giờ này cuối like cho mấy chị đủ đơn đó mấy chị. Đó mà còn lẽ sai thôi ho. Đó mấy chị thông cảm, mấy chị nào mua trước thông cảm giùm em nha mấy tình yêu ơi. Thông cảm giùm em ho, xếp xanh phía sau hả chị, xếp xanh phía sau là cái nào á chị yêu ơi. Xanh này hả chị yêu ơi, hay là cái này? Chị Nghi Lê ơi. Dạ ok ok chị nha, ok chị đặng thì mấy em còn địa chỉ khách mới là nhắn tin được. Mấy chị mặc lộn khách cũ nhắn tin được, khách mới nhắn tin được. Rồi nha, chị mon em còn size số 11 á, 26, 27 kg được không tình yêu ơi. Nhọn 23. Nhọn 23 ok chị nè, nhọn nè. Nhọn cho chị 49 ngàn đó mấy chị thấy không, chị Sơn Anh mua là biết giá liền. Nên mấy chị cứ chốt đi mấy chị. Rẻ em nói thật, phải đẹp lắm, đẹp hơn ngoài nhiều. Bên em tắt áp rồi mấy chị thấy không, bên em tắt áp mà màu nó chân thẳng nhất luôn á mấy chị. Hôm nay em mặc tắt áp mấy chị dám để mặc mộc luôn. Gơi lắm mấy chị, đừng có chơi em nha, mặt em đang gơi mấy chị ơi, mặt gơi lắm. Rồi chốt cái màu này là màu đỏ nè mấy chị, đỏ. Đỏ em còn size 10, 11 kg. Size 26, 27. Size 14, 15. Rồi là em hết nha, ai chốt đỏ lên đỏ giùm em luôn. 49 ngàn đây nè mấy chị, đỏ á. Chị nào muốn thích sale thì mua về trừ để dành cũng được đó mấy chị đây nè. Rồi ai chốt đỏ lên đỏ giùm em nha, đỏ. Đỏ nha mấy tình yêu ơi, ai chốt thì lên giùm em nha. Em lên này xem lên theo yêu cầu của mấy chị nha. Chị nào muốn lên thì báo em đi, đỏ. 49 ngàn thì sợ em thấy rẻ lắm luôn á, em lỗ luôn á mấy chị. Ok ok tình yêu nha. Trời ơi chị, mấy cái mẫu ngoài sau nè mấy chị, em không có size lớn mấy chị, em có size nhí thôi ho, có size nhí rồi mấy chị. Size 16 kg đổ xuống, còn chị nào muốn xem mấy xe đại báo em lên cho. Ừ mấy chị em dễ thương, em thì em nói chuyện là cực kỳ dễ chịu nhất luôn em hồi luôn. Em nói mà chưa giờ em, tại vì em nói chuyện với người lớn em cũng dạ quen rồi, thật sự là em cũng dạ lắm mấy chị, dạ quen. Hoặc là em mua với số của người ta hay là cái gì đó,
em cũng thử hư văn rồi cảm ơn rồi nọ đó mấy chị, chứ chưa bao giờ mà khi dở người ta thấy gì luôn. Rồi bây giờ em nhắn tin với mấy chị hay thấy em không, nhắn tin là hay dạ ừ ok chị nha, cảm ơn chị, dạ cảm ơn chị nha mấy chị ha. Em nhắn tin cực kỳ lợi sự luôn á, trừ khi những cái bà nào mà âm binh á em mất chữ hết đó thiệt luôn mấy chị, ghẹo điên em là em mất em chữ nha. Rồi con cá này còn bộ sale luôn mấy chị yêu ơi, cá này còn bộ size 30-33 kg vừa cho em cá nha mấy chị nha, cá này mấy chị 49 luôn đây, cá 49 cho em. Ai chốt cá thì lên cá giùm em, size 30-32 kg vừa nha cá. Có gì bà ngộ mấy chị em á thiệt luôn, em bán đồ là em xử lý cực kỳ dễ nhất luôn em á thiệt luôn á. Mấy chị không tin cứ hỏi chị Sơn hả anh hay là ai khách quen của em, hàng bị lỗi bị gì em cấp nhận một là mấy chị đi đạp lại giùm em, còn hai là đơn sao em chỉ trừ tiền tiền một bội không lời nhiều, em có thể em trừ cho mấy chị là coi như em lỗ lại 10 ngàn, có nghĩa em trừ một bổn cái là 10 ngàn hoặc 10-20 ngàn. Nói chung mấy chị ra làm đạp lại giùm em thôi, đơn sai sẽ trừ tiền liền luôn đó. Mấy chị còn mua em hoài, mấy chị mua mấy chị cứ nhắc ờ chị đơn trước mấy chị hứa thì trừ em nhiêu đó, mấy chị nhắc em sẽ trừ liền đó. Nhiều khi mình không có nhớ lâu quá mấy chị mới mua lại á. Còn đơn hay ờ viên mặt không vừa được em cho chị đẩu lại, rộng thì em không sợ nhưng mà chặt là em cho đẩu lại, mấy chị thấy không? Mua đơn sau cứ gửi cái đó lại giùm em, cái mấy chị gửi cái bộ đồ lại giùm em ha, mấy chị nhận đơn sau mấy chị gửi bộ đồ lại cho em là em trừ tìm cái đơn đó cho mấy chị luôn chứ mới giữ làm gì. Ai cọc cũng vậy, ai cọc ờ mua nhiều quá chị cộng 100-200 ngàn là trừ cọc luôn mấy chị, gửi gửi đơn là trừ cọc luôn, em không mắc 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 nợ ai hết trơn á, em trừ cọc thẳng cho mấy chị luôn chứ em không có giữ làm gì hết trơn á mấy chị. Còn mấy bà ha ngộ lắm mấy chị thiệt đó. Có tỷ mình có gì đó mình nhắn tin nhẹ nhàng rồi em cũng xử lý liền rồi, chỉ có em cũng xử lý liền, em cũng nhắn tin trừ khi nhắn tin em không trả lời hay gì á, em có xử lý liền mà nói giọng cha ông nội ông ta không mà mấy chị ăn ăn trên đầu trên cổ em lờ bộ có mấy ngàn rồi mấy chị, chứ phải lời nhiều như người ta mà hả nghe chữ mà này nọ đâu. Bộ đỏ nào á chị, bộ đỏ nào á chị yêu ơi, bộ đỏ nào, bộ đỏ nào, cái set size này là 99 ngàn giùm em nha, em còn size 17-19 kg vừa. Đây nè chị yêu ơi, 17-18 kg vừa giùm em đây nè chị yêu, cái set dập ly giùm em ha đây. Dễ thương á, em sợ gỡ ra mắt không hết, nó nàng nàng nó này đây nè, cái dập ly nó đẹp lắm, 99 ngàn đáng đồng tiền bát gạo luôn, em sợ không có size của mấy con mấy chị ha đây. Rồi nha, 99 ngàn các em set dập ly nha mấy tình yêu nha, 99 ngàn. Rồi qua mẫu qua màu xanh kia nữa, rồi chờ em tí. Chị em tí, cái đầm này có 12 kg thì chị Nghi Lê chốt đi, dễ thương có 75 ngàn cũng xinh luôn. Rồi cái này em có size 8-10 giờ 15 kg vừa là 85 ngàn. Còn size từ 17 kg đến 25 kg giùm em thôi là 95 ngàn, set váy có quần bên trong giùm em đây. Áo này áo polo luôn, rồi ai chốt lên giùm em. Rồi em qua mẫu. Qua mẫu chứ tình yêu ơi, qua mẫu. Rồi cái này em có size từ 9 kg mấy chị nha, đến mùa em còn size 9-16 kg vừa thôi đây. 59 ngàn hàng Quảng Châu giùm em, dễ thương lắm, vải cực kỳ đẹp mấy tình yêu ơi, vải cực kỳ đẹp giùm em nha. Rồi chốt giùm em thì lên giùm em. Bộ đỏ hả ta, bộ đỏ nào, bộ đỏ đó học cho tụi em coi. Rồi chốt xanh này lên giùm em là ngố xanh nha, 59 ngàn dễ thương mấy chị cưng lắm luôn á. Rồi đó mấy cái mặt hot trend không, mà chị nào chốt thì báo giùm em. Rồi mấy chị thấy cái set ở ngố ở trên không, kèm cái nón cho em luôn, 69 ngàn được không mấy chị. Đó đây cái set ngố em có size 8-16 kg vừa, 69 ngàn kèm cái mũ luôn. Màu đỏ hả chị ơi, màu đỏ hình như không có size. Màu đỏ em còn bộ size số 11 á chị, còn bộ size số 11 ha, 25-27 chứ chị mua để dành thì ok á. Còn ấy thì nó rộng ha. Rồi em muốn chốt thì báo em lên luôn rồi mấy chị đó, hết hàng rồi lại lên gì nè mấy chị ơi, lên thì báo em nè mấy chị ơi. Lên thì báo em nha. Ok chị Nghi Lê xét xanh ngố 12 kg, 59 ngàn hàng Quảng Châu đó chị, rẻ lắm luôn á. Rồi em qua nha mấy chị nha. Rồi ai chốt gì mấy chị nhớ nhắn tin giùm em. Rồi cái này của bé trai tiếp nè, em coi còn gì em xả cho. Rồi size này 26-28 kg vừa, chốt em cam 49 ngàn đây, 26-28 kg vừa nha cam. Ai chốt cam lên cam giùm em luôn, 49 ngàn 26-28 kg màu cam. Rồi màu đỏ, màu đỏ giùm em nha, của bé trai luôn mấy chị. Đỏ em còn size 21 ha, 21-22 để coi các size 24-25 34-35, với lại size này giùm em là size 32-33. Rồi ai chốt đỏ lên đỏ, lấy cái đầm cam ok.
Rồi ok em lên cho. Là chị ghi lên lấy set áo trắng phía sau nè, lấy set áo trắng Gucci nè, 85.000. Ok chị yêu nha, 85.000 cho chị nè. Chị mua hàng thiết kế không thì sự đẹp lắm luôn. Lấy cái đầm cam cho chị 75.000 luôn. Trời ơi dễ thương quá mấy tình yêu ơi. Rồi ok mấy chị nha, cái đầm cao anh cũng để cho coi mặn. Dễ thương nha. Cái đầm chuột cũng có size con chị luôn. Chị đầm chuột này dễ thương nha, vải đẹp nha. Hàng Quảng Châu cắt mát để mấy chị thấy không? Xưởng xả luôn cắt mát thôi. Đây hàng Quảng Châu cho em luôn. Đây có size từ 10 đến 15 kg vừa, dễ thương đó mấy chị. Đây nè. Em có hai màu, màu vàng và màu hồng. Màu vàng em còn size từ 10-12 thôi, 12-13 kg. Còn màu hồng là em còn size 10 đến 15 kg vừa. Rồi có chốt cái nào thì báo em mấy chị nha. Rồi em qua mẫu đây đỏ nè mấy chị. Rồi từ từ em lên cho em lên mấy... Em lên thì bên là mẫu mẹ đúng không? Rồi ok em lên. Để em xem qua đây. Rồi mã này đỏ, ai chốt đỏ lên đỏ. Size từ 21 đến 35 kg mùa màu đỏ nè mấy chị. Chị Thanh Thảo chốt bộ này đỏ đi chị. Đây nè chị ơi, 49.000 đỏ. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha mấy chị nha, 49.000. Rồi em qua để em qua ít ngố mẹ cho mấy chị chứ. Rồi không? Rồi em lấy set xanh cho chị Nghi Lê. Rồi set xanh là chị bộ áo trắng xanh đúng không? Nhớ lại cái đầm màu cam. Rồi em lấy cho chị 3 cái cho chị Nghi Lê nha. 3 cái cho chị ơi. Đây cái set xanh ngoài sau chị đây nè. Áo trắng xanh. Đây cái set này em có size 8 đến 16 kg vừa là 85.000. Size từ 17 đến 25 kg là 95 mấy chị nha. Set đẹp lắm mấy chị, có quần bên trong giùm em luôn. Đây áo polo giùm em đẹp lắm mấy chị đây nè. Nhận hàng không đẹp trả lại đây cho em nói thật luôn, vải cực kỳ đẹp. Những cái mẫu là hàng TH thiết kế đó mấy chị, hàng Quảng Châu không à. Đây, còn cái vest này em có size từ 12 đến 18 kg vừa, em vest 75.000 nha. Em có đăng hình vest mẫu mặt rồi, ai chốt lên giùm em vest luôn. Rồi qua mẫu. Dạ ok, chị ghi lên em nhớ size con chị không? 12 kg. Rồi em qua. Rồi cái gì mấy chị đang ngố mẹ đúng không? Mấy chị muốn lên thì cứ báo em nha. Rồi màu trắng nha. Màu trắng là em còn size 17 thì chị không thấm ơi, màu trắng. Đây trắng nha, trắng ai chốt trắng lên trắng. Trắng em còn một bộ size 34-35. Em mặc lên cho mấy chị xem, mấy chị không thích em mới sợ lên. Chốt về mặt giùm em mới thiệt luôn á. Dễ thương lắm mấy chị, chốt về mặt coi em mặc đẹp cực kỳ đẹp luôn á. Dễ thương lắm, một bữa em mặc rồi mấy chị. Dễ thương ho, đây em mặc cho mấy chị xem nè. Đó chị nào có, bây giờ em hết bé không, chị nào có mua về mặc á, mặc mẹ nha thì mặc đây nè. Cái khơi em mặc là mấy chị, em đang mặc số 14 nha. Là cái này là của em bé, cái này của em bé luôn, cái này size này. Cái size này của em bé là 34-35 kg thôi, còn em mặc cái size này là của mẹ. Đây nè, em mặc vừa luôn đây nè chị ơi. Đó, ai chốt thì cho em mặc cho mấy chị xem cái mẫu ha. Đây nè, giải cực kỳ thoải mái, co giãn mấy chị thấy không? Ó nè, cái áo này mấy chị. Rồi em mặc cho mấy chị xem thôi. Rồi có chị nào chốt ngố mẹ thì chốt, mấy chị size cò 79.000 đây. Rồi em qua màu trắng giùm em nha. Màu trắng. Màu trắng em còn size 34-35. 33-35 kg, 33-35. Mẹ là em còn size 16-17 nha. Mẹ là em còn size từ em còn size từ 50 mấy tình yêu ơi, size từ 5 size từ 45 nha, 45 đến 57 kg 50 đến 57 kg vừa. Còn bé là em còn size từ 40. Bé là có size 40 đến mình 40 đến 50 kg nha mấy chị nha. Rồi ai chốt trắng lên trắng giùm em luôn. 5 69 79. Rồi qua mẫu tiếp. Màu này cho em là màu xanh, màu xanh em còn 17 18 kg. Màu xanh 17 18. Size 15 kg ho, size này giùm em là 45 đến 50 kg. Là size 17 là đến 57 kg vừa, màu xanh nè mấy chị, ai chốt xanh lên xanh giùm em. 596979 đây nè mấy chị. Điều nào chốt thì lên giùm em nha, màu xanh. Ai chốt xanh lên xanh giùm em ho mấy chị ho. Xanh. Lên xanh giùm em luôn dễ thương quá. Rồi màu vàng. Nhiều hàng quá. Màu vàng em còn size 34-35. Size số 13. Size số 13.
màu vàng, từ từ cho em tí nha chị nha, nhiều màu quá giờ mới nằm ở đâu hết trơn rồi. Màu vàng, màu vàng cái này size 29-30, ai chốt vàng lên vàng giùm em nha. Vàng, màu vàng size 15-16, size 17-18. Rồi ai chốt vàng lên vàng giùm em luôn, còn như đây là hết rồi mấy chị. 15-16-17-18 29-30 32-33-34-35 cái đại size số 10. Rồi ai chốt vàng lên vàng giùm em, mấy tình yêu ở đây vàng cái quần này. Đó dễ thương quá, 5969 giùm em nha mấy chị nha, đây vàng. Ai chốt vàng thì lên vàng giùm em luôn, màu vàng nha mấy chị. Đó. Ai chốt thì lên em màu vàng kèm số ký giùm em mấy chị nha, nhí 59 đại 69 cồ 79 giùm em luôn, màu vàng. Với hồng hắn cũng chốt hết lấy màu của ông ta. Rồi màu đen nè mấy chị, màu đen. Màu đen em còn size 14 15. Size 29 30. Size 17 18. Ấy size số 19 nè chị, màu đen cho Hồng Thái em còn size số 19 nè. Cái lại size 3233 rồi, màu đen ai chốt đen lên đen giùm em luôn mấy chị, đen. Màu đen em còn size số 19 nha, đây nè. Ai chốt lên cho em màu đen luôn đây. Đen giùm em nha. 596979 màu đen mấy chị. Đen này trai gái mặc được giùm em nha. Đen này là bé trai mặc được chung với mẹ luôn ha, màu đen. Rồi xanh lá. Màu xanh lá. Rồi xanh lá còn 2 bộ mấy chị, xanh lá là còn size 29-30. Với lại size 17-18, ai chốt xanh lá là xanh lá giùm em nha. Ok, ca chị Hồng Thấm 79 nè, ok chị yêu nè. Ừ có mấy màu, chị Hồng Thấm lấy hết mấy màu, em cũng hết luôn á. Em nhớ là bộ hồng nè, em còn bộ size 19 nè, chị Hồng Thấm lấy chưa ta, bộ hồng thì chị Hồng Thấm lấy chưa. Em nhớ là em còn bộ size 19 để em kiếm cho, em tới em còn bộ size 19 á. Đây là chị Hồng Thấm lấy bộ màu hồng này chưa. Màu đen xem. Rồi em có số điện thoại chị Nghi Lê rồi nha, chị yêu ơi em có số điện thoại chị Nghi Lê rồi nha. Chị Nghi Lê nhắn tin vô mái tóc giùm em được không, nhắn tin vô trang bay giùm em được không chị yêu ơi. Ờ em cũng nhớ vậy á, là em hết rồi, chị còn như đó thôi. Rồi hồng. Đó hồng nè, ai chốt hồng lên hồng giùm em luôn, hồng thì mấy chị. Ở đây em cũng hết luôn, còn như đó là hết luôn rồi mấy chị, đây hồng. Ai chốt hồng thì lên hồng giùm em nha, màu hồng. Rồi em qua. Chị Nghi Lê, cái này em còn cái đầm này nè chị, đây nè chị, đúng với thua luôn, size 10-12kg vừa chị, đây nè, đúng với thua luôn. Chị lấy em sell chị luôn, còn cái duy nhất rồi chị lấy thì chị ơi 45.000 với thua lắm chị, đây nè, cái váy hoa đúng xinh luôn á, đây cái ren của nó nè. Lấy chị Nghi Lê lấy luôn đi chị. Rồi là coi như cái lô này em hết nha mấy chị nha, rồi ai chốt lên giùm em, tại còn lẻ lẻ cái hai cái hai cái không. Màu lá, màu lá. Ô chơi chị lên nha, em xem chị 49 ngàn, không ai bán cái váy hoa này, 49 em bán váy hoa tầng 79 ngàn, không có chị, cái này còn cái hả? Chị cái này, cái mẫu nào chị, cái mẫu gối đang lên hả chị, cái mẫu gối đang lên là có size mẹ luôn, nhưng mà còn lẻ tẻ size rồi chị. Nói chung là nhí là, 59 đại 69 cồ 79 dùm em nha chị Mỹ Mỹ ơi. Em còn lẻ lẻ rồi, mấy chị có xem không, em còn size cho bé đây. Cái gì có xem thì báo em nha, có muốn xem lại hay là bé bao nhiêu ký hay là mẹ đó báo em coi, còn màu nào em báo cho thiệt luôn, dễ thương lắm luôn á mấy chị đây nè. Hồi nào cũng cơm có nhiều màu hơn, màu này là màu xanh lá nè mấy chị á. Ở chị Hồng Thấm mấy lúc cũng mua em lần đầu luôn á, thiệt á, mua về đẹp thấy không mấy chị, mua tiếp. Chị cái này là vải hàng ba đôi thun loại 1 cho em đang mặc luôn này chị yêu ơi. Hàng ba đôi thun lạnh loại 1 cho em mấy chị nha, tin tưởng bên em đi đó chị. Hậu này đây nè chị. Cái chị thấy chị. Chị đầm dây bé 23kg em không có rồi. Không có đầm dây, em có đầm suông thôi. Không có xe đó, em coi còn cái gì em xe cái mấy tình yêu mình cho. Đó em đang mặc nè chị, vải đẹp lắm luôn, chị Hồng Thấm mới mua em lần đầu luôn á, cũng chốt 4 bộ giờ đẹp quá, giờ mua tiếp á chị em á. Hợp mấy chị cứ yên tâm nha, mua hàng kiểm tra vải đàng hoàng cho em, khui ra kiểm tra vải hàng đàng hoàng cho em, đây nhìn giùm em nè mấy chị đó, kiểm tra hàng đàng hoàng cho em mấy chị nha, rồi nhận hàng đẹp thì nhận. Em bán này không có đi, không phải bán chứ thấy mấy chị thấy giá rẻ mấy chị nghĩ hàng bắt gớm thiệt, kiểm tra hàng đàng hoàng giùm em ha. Có mấy lúc mấy cái xưởng kia nó chào hàng em á mấy chị, em cọc cho nó 300 hoặc 500 giùm em thôi.
đến khi cục hàng á bơm, nói chung là tới mình á hàng dởm, em kiểm tra hàng là em trả mà dởm mắc cọc luôn, em vẫn chịu mấy chị ha. Em là em bán cái nào cho khách lại, trừ khi nhận những cái lốt cô tông này đây, em cũng nói thẳng là những cái lốt cô tông này đây là xếp váy cho em thôi đó, đáng lẽ một bộ em lời 7 ngàn, bao 9 ngàn mấy chị, 9 ngàn, nhưng mà có điều là có giờ có cây vải nó sẽ mỏng, có cây vải nó dày em không biết trước được mấy chị thôi, tại vì mình chỉ nhận được hình ảnh thôi chứ mình không có nhận được đang riêng cô tông nha mấy chị nha. Đó nên là em xem xuống cho mấy chị 59 ngàn tới nhau một bộ, em còn là lời lúng 3 ngàn đó mấy chị. Cái nào ấy là em bán rẻ xuống cho mấy chị, em cũng muốn có khách mà, chứ mấy chị nghĩ mua bộ đồ mà vải không được đẹp mà kiểu như giá tiền nó sao mấy chị chịu được, nên là em sẽ thả giá xuống ha. Em bán thiệt tình lắm mấy chị ơi, nó là bán được nhiều em cũng có. Rồi em qua nha. Đó em nói thật luôn mấy chị, em cũng mắc cần lắm, nhiều khi mấy chị hỏi em giá nhiều rồi em nói chị sợ mấy em bán giải xấu hay gì, em nói thật luôn đó, những cái mẫu em xem 19 ngàn mấy chị được hưởng tượng đi. Em bán rẻ lắm luôn á, xe có gì ra cô tông ha, cô tông em còn mấy vụ này chị, em hết ngốt cô tông, còn xếp váy cô tông mà chị ơi. Cô tông em hết nha, bây giờ em còn xếp váy cô tông mà chị, chứ ngố cô tông là em hết rồi, ngố cô tông em hết rồi tình yêu ơi. Cảm ơn mấy chị yêu nha, chợ thật sự luôn á, có nhiều khách mắc cười đó mấy chị nghe, tại vì á có em với lại bé cháu em thôi là chốt đơn mắc cười đó, cháu em nó không dám nói chuyện, nó còn khờ đó mấy chị, nó có 14, 15 tuổi nó khờ đó mấy chị, nó biết chốt đơn vậy thôi à, chứ nó nhiều khi nó cũng không dám nói chuyện điện thoại nữa với khách nữa. Em vừa bắt máy là alo mấy chị kia nó trời ơi biết rồi, nghe tiếng là biết bé Huyền cái tiếng đặt chân quá mấy chị. Rồi mấy chị muốn lên chứ, em lên cho mấy chị cho. Chuyển lên có gì màu xanh phía sau chị ơi, con ngố hả chị, con ngố màu xanh phía sau hả chị ơi, có gì chị. Đây nè mấy chị ơi, cái này là đây xếp váy 3D dùm em thôi đây. Ơ, lộn xếp váy hàng cô tông dùm em đây, em có những cái mẫu này xinh lắm mấy chị, 59 ngàn đây nè. Đó, em cũng đâu có biết chứ được phải, chứ mà em sờ được hoặc là em đi lựa từ cái được em sẽ biết chắc phải như thế nào, em biết liền mấy chị. Còn thì đâu có đâu, người ta chỉ gửi hình ảnh cho mình thôi, mình lấy mấy chị đó, mình không biết trước được đâu. Chứ có nhiều cái em lấy về em còn bán lỗ lắm luôn á, lắm lỗ đó, cho một lô mình lỗ hết mấy trăm ngàn luôn mấy chị, mấy trăm ngàn nhiều lắm luôn á. Mà có kia phải có nọ. Rồi đây nè mấy chị, em có xếp váy này giùm em ha, hàng cô tông với lại bộ ngố 3D. Xếp váy 3D có chị nào muốn xem thì báo em, hay là coi đầm đồ báo em đi mấy chị. Trời không thấy trời. Bộ em đang bận còn chị yêu ơi, bộ em đang bận còn nha, còn em còn. Em đang mặc là size 45kg nè chị, là mẹ là 45kg nha, 45kg giùm em thôi là mẹ nha, còn nếu bé thì có 35kg thôi, 35-36kg. Rồi em còn cái này nó size cồ nè, size cồ cái này mẹ là cỡ 45-50kg cho em, 50kg cho em, 50kg. Với lại size 57kg vừa, 55-55-57kg vừa giùm em nha, 55kg đây này là của mẹ nha, còn bé là cỡ 40-50kg thôi. Rồi chị nào chốt lên giùm em nha. Trời em không có sơ mi rồi chị, mấy chị hết ha. Em còn bé trai nữa chị, nhưng mà em không có sale chị yêu ơi. Còn hàng chị Thanh Thảo không có sale cái này 5969 nè nè chị Thanh Thảo. Đây nè, hay là trời em sale lẻ size của bé trai vô đây nè, em còn những cái hàng này nè chị Thanh Thảo, nhưng mà em không có sale. Cái này không có sale thôi chị yêu ơi, không có sale chị. Đây nè, tại cái này luôn là em mới bán thôi, em không có sale được mấy chị. Thông cảm giùm em nha, em không có sale được. Đây nè, em còn những hộp bé trai nè, chị hàng 3D nè, cũng nhí 59-69 đấy chị Thanh Thảo đây nè chị yêu ơi. Cái này thì em còn đủ size thôi đây nè, em không dám sale, còn cái nào ít em mới sale cho vui cho mấy chị đủ đơn thôi. Cái này em không có lời nhiều luôn, mà em sale xuống 20 ngàn coi như em lỗ một bộ 10 ngàn đó mấy chị. Bởi vì không giờ dám miễn ship, không giờ dám miễn ship. Có chị thấy mấy cô tao em có chị Nguyễn Mai, chị Di Heo nói gì vậy? À em thấy chị Di Heo. Ok có chị yêu ơi, có bé gái 13-12-13kg nha. Trời 60kg là em còn màu hồng. 60kg là em còn màu hồng chị yêu ơi, còn màu hồng nha, màu hồng.
60kg đây em còn màu hồng thôi đây nè, em còn đúng một bộ đó thôi rồi, còn như là em hết size rồi, đây một màu hồng này chị. Còn đúng một màu thôi tình yêu ơi, màu hồng. Đây nè chị, còn đúng một bộ màu hồng 60kg nhà em đây nè chị yêu ơi, còn đúng một bộ màu hồng là em hết luôn, không còn bộ nào nữa luôn ở đây nè chị. Đó nãy giờ mấy chị kia hốt rồi, hốt hết luôn ở đây nè. Màu hồng này chị 79.000 đó, 60kg nhà em thôi đây. Đây nè. Cái này chị lấy chị có bé chị sai bao nhiêu ký em kiểm tra coi màu hồng còn không, lấy mặt cặp hai mẹ con luôn. Rồi em qua nha mấy tình yêu ơi. Xếp váy ha, từ từ em lên nha. 12-13kg chị muốn xem gì chị báo em đi chị ơi, rồi em đã xếp váy cho mấy chị cho rồi đó, xếp váy cô tông nè, từ từ em lên màu nào không? Đây màu mèo nè mấy tình yêu ơi, con mèo. Em còn size này là từ em còn size này từ 20 mấy chị nha đến 32kg mùa đây. 20 đến 32kg vừa chốt cho em con mèo nha. Em xả mấy chị 59.000 đó, em bán coi như giá là lời đúng 3.000 mấy chị nha, đừng bao giờ bắt em miễn ship thiệt luôn á. Bây giờ có mua 1-2 triệu cũng không miễn ship được luôn mấy chị, không có lời nhiều. Em mà lời nhiều là em cũng miễn ship cho mấy chị nữa, để cho mấy chị vui vẻ, không có lời nhiều mấy tình yêu ơi. Rồi đây mấy chị, ai chốt thì lên giùm em nha mấy chị nha. Mã này giùm em là mèo kèm số ký giùm em nè mấy chị. Mèo nha, bên trong có quần lô xếp váy cô tông hàng xinh lắm, mấy chị mặc lên cưng lắm, con em còn mơi mà. Ai chốt mèo đó mèo giùm em nha. Size từ 20kg giùm em luôn đến 32kg vừa, 59.000. Rồi em qua mẫu. Ai chốt mèo đó mèo giùm em thôi, mã mèo. Đầm váy hả chị, đây tất cả là ngoài sao đều có nè chị ơi. Mấy cái mẫu ngoài sao đều có thì chị hết hàng thiết kế, có tụ ngố. Đây nè chị, những cái mẫu ngoài sao là em có nha chị ơi, là có size 12-13kg tất cả đều em đều có, chỉ riêng cái này là không có nè. Riêng cái mẫu là cái dập ly là em không có nè. Còn tất cả thì em có đều có size 12-13kg đây, chị thấy hàng thiết kế không? Đó là hàng thiết kế em treo nha mấy chị nha, còn nếu xem mũ ngố em cho chị xem mũ ngố thôi đây. Những cái mẫu này cũng có 12-13kg nè chị ơi đây. Yếm riêng thì em cũng có 12-13kg, nhiều mẫu lắm mấy chị. Nhiều lắm. Đây nè, em nhiều lắm luôn, nói chung size đó là nhiều lắm mấy chị đây. Đó yếm này cũng có 12-13kg nhiều, không biết màu vàng nằm đâu nó mới chơi. Rồi cái set này cũng có 12-13kg luôn đây giùm em nè, 69.000 đây. Tại đây em gỡ cái móc ra, cái này của bà chị kia ha đây nè. Đó nè mấy chị. Đây giùm em ha đây nè, 69.000 đây nè mấy chị. Cái cà vạt này là giờ nha mấy chị nghe, thích đeo đeo không thích đeo thôi. Đó 69.000, chị nào muốn xem thì báo em mấy chị em lên cho. 2 chị Nguyễn Mai ơi lên nhà em số điện thoại nha. Nhiều hả? Chị nói chung là ở trên đây thì chị ơi, chị coi mẫu nào nha, đây cái đầm 69. Nói chung nó dao động từ 59 đó chị, nó dao động từ 59 đến có cái này mắc nhất thôi, có mấy cái này mắc nhất là 85.000 nè chị ơi. Còn ở đây là 69 75. 75.000 nè, 59 nè, 55.000 nè, ngố 59 nè, đây ngố kèm mũ luôn nè, đây 69 đó, rẻ lắm chị, nói chung dao động từ dưới đó thôi, chị xem mẫu nào báo em nha. Chị Nguyễn Mai lên kẻ số họ, chị Nguyễn Hồng ok, bật mèo 32kg cho chị nè, 59.000. Mấy chị ơi, khách mới nhớ inbox giùm em, mấy chị nghe đừng bơm hàng, mấy chị ơi, em thấy mấy cái đít ảo em sợ quá rồi mấy chị. Em không có lời nhiều thiệt luôn á mấy chị ơi. Thì cái chua giờ em bán hàng mà em đăng nỉ khách hàng như là mẹ luôn á mấy chị, thiệt luôn á. Vì lúc đó chị hàng tới em nói chị, mấy chị ơi chợ chị nhận hàng giùm em nha, shipper điện thoại chị sao chị không nghe mấy. Chợ nói giọng như là hả đăng nỉ mấy chị lấy hàng làm như là em mắc nợ mấy chị luôn, thiệt luôn. Chưa giờ thiệt đó mấy chị là không có lời nhiều, sợ bấm hàng mấy tình yêu mới tốn mấy chục ngàn ship. Rồi ok chị nha, mèo 32 nè. Rồi mèo ai chốt mèo đây, mèo kèm số ký giùm em đi mấy chị ơi, mèo kèm số ký giùm em nha, mèo 59.000 mấy tình yêu ơi. Rồi ok chị Nguyễn Mai nè, hai set váy cô 27-25 cho chị Nguyễn Mai ok chị nè, hai cái 59-59. Mấy chị khách mới nhớ nhắn tin giùm em nha mấy chị nha. Nhớ nhắn tin giùm em ha. 57. Nhớ nhắn tin giùm em vô trang bay nha mấy chị nha, nhớ nhắn tin giùm em vô trang bay thôi mấy chị thôi, nhớ nhắn tin giùm em nha. Còn chị nào nhắn tin không được thì Zalo giùm em, Zalo có ghi mấy chị Zalo em, tại trang bay giờ nó đang bị lỗi mấy chị. Rồi em qua mẫu tiếp. Rồi màu này màu vàng cho em luôn, ai muốn xem gì báo em lên từ từ nha. Rồi màu vàng này mấy tình yêu ơi, màu vàng.
Màu vàng em còn size từ 20 mấy chị nha. 20 đến 32 kg vừa luôn rồi. Ai chốt vàng lên vàng 59.000 đẹp lắm luôn á mấy chị. Em nói thật màu nào cũng xinh á. Xinh xỉu luôn á. Chị Nguyễn Hồng, cái size con nón này em có size nhí thôi chị. Tất cả những cái mẫu cho em có size nhí thôi chị Nguyễn Hồng, được không chị ơi? Size từ 16 15 kg đổ xuống á chị, được không? Được thì em báo em nha. Tại mấy cái mẫu mà sao là có size nhí thôi tình yêu ơi. Rồi đây chốt cho em màu vàng nè mấy chị. Mất ngủ đi nha, mai đi học đó. Vàng ai chốt vàng lên vàng giùm em luôn, 59.000 giùm em thôi đây. Em còn size từ 20 đến 32 kg vừa màu vàng, 59.000 nha mấy chị. Ai chốt vàng thì lên vàng giùm em 59.000 màu vàng. Vàng nha. Chị Phương Vy đơn của chị ở đây hồi bữa có đi đâu. Là tính ra là đơn của chị Phương Vy hai đơn dồn ở đây đâu này chị yêu ơi. Chưa có đi đơn nào hết trơn. Chị Phương Vy đơn của chị chưa có đi. Bữa mà chị nói 6 bộ có bộ dây nữa là 6 bộ chưa có đi luôn nha. Là đơn hai đơn nằm đây nè chị yêu ơi. Hai đơn nằm đây đâu chưa có đi chị yêu. Rồi ngựa này em còn bộ size này dùm em là 28 ha. 27, 27 đến 30 kg, 27 ha. 27 29 kg vừa đây. Ai chốt ngựa lên ngựa dùm em, ngựa còn đúng bộ mấy chị, ngựa còn đúng bộ nha đây. Ai chốt ngựa lên ngựa dùm em size 27 29 kg vừa màu ngựa. Thì nếu nào chốt ngựa thì lên ngựa dùm em nha, ngựa. Vàng 32 kg ok. Ngựa cho chị nè. Vàng chứ quên vàng 59.000. Em nó xếp mấy ba đời luôn nha, khoa chốt ba đời luôn. Chị Phương Vy chốt có xét váy ba đôi đi, chị Phương Vy dễ thương. Ờ bữa trời em xét váy quá trời luôn mà chị không chốt. Giờ dễ thương, chị này giờ mẫu dễ thương. Rồi ai chốt ngựa lên ngựa, ngựa còn đúng bộ đi mấy chị yêu ơi, ngựa còn đúng bộ nha. Rồi ai chốt ngựa lên ngựa. Cái gì con? Chưa chị Phương Vy, vậy đấy mai em gửi đơn cho chị luôn nha em. Cái gì á? Đó, từ từ nó lên. Không làm như mệt, nó rối rồi là mẹ rối mẹ đáng. Rồi em qua nè mấy chị, màu hồng. Màu hồng giùm em nha, ai chốt hồng đến hồng giùm em luôn mấy tình yêu ơi, hồng nè mấy chị, hồng. Đây. Ai chốt hồng đến hồng giùm em nha, size 8 đến 35 kg vừa. Ai chốt hồng đến hồng giùm em mã hồng. Màu hồng là hết rồi mấy chị. Vàng 27 ha. Hồi quá em nói với anh chị đó, chị Phương Vy ơi em dồn cho chị hết luôn nha. Đó, chị kêu là giữ đơn cho chị, em đâu có biết đâu, rồi nữa chị còn mua nữa. Vàng 27, ngựa 27 ok chị Nguyễn Mai nha, 5959 ok chị Nguyễn Mai nè. Ngựa còn đúng bộ ha, ngựa em còn đúng bộ luôn á. Rồi em qua nha mấy tình yêu ơi. À màu hồng nè mấy chị, ai chốt hồng đến hồng em nha, đây hồng. Đâu rồi? Hồng em là xếp váy ba đôi thôi đây mấy chị ơi đây. Em còn size 8 đến 18 kg vừa. Cái này một em còn size từ 28 nha mấy chị nha, 28 đến 32 kg đây màu hồng nè mấy chị. Cái này là nhí 59 đại 69 giùm em nha, cái này là hàng ba đôi giùm em thôi hồng. Ai chốt hồng anh hồng giùm em luôn màu hồng. Đó. Hồng nha. Mít thích nè, mít. Đó, cũng thích không? Con em nó phái cái này đó mấy chị, em nói thiệt luôn á. Bả mà thấy cho bả mặc, bả lấy bả mặc hồng hơn cái gì nữa. Rồi ai chốt hồng anh hồng em nha, nhí 59 đại 69, cái này là hàng ba đơ nha. Còn nãy em lên cho mấy chị là cô tông nha mấy tình yêu ơi. Cô tông cổ này là ba đơ giùm em nha, ba đơ không lạnh. Bé trai nha mấy chị, bé trai bao nhiêu ký chị yêu ơi, bé trai bao nhiêu ký? Giờ đấy mà em đi đơn hết thì chị Phương Vy chị ok chị yêu nha. Rồi ai chốt thì lên giùm em nha mấy chị nha đây. Ai chốt thì lên giùm em luôn đây, con mèo nè mấy chị, ai chốt mèo lên mèo giùm em luôn, mèo size 8 đến 35 kg vừa. Nhí 59 đại 69 luôn, hình con mèo giùm em ha, mèo nha. Đó, ai chốt mèo lên mèo giùm em. Em nó ít mẫu này á. Rồi mấy chị lên bộ ngố, mấy chị muốn là bộ ngố em lên ngố. Còn muốn là bé trai em lên bé trai nha. Chị nào muốn lên thì gì báo em lên. Chứ mấy chị ra lại giờ cũng chởi luôn. Con mèo nè.
Rồi xanh lá cây này là con gấu, ai chốt gấu lên gấu giùm em luôn mà. Rồi cũng xinh đấy chị, lựa mỗi cái mẫu mẫu một bộ đấy chị, về mặc cho bé đủ thứng luôn. Đây nè, con này con gấu nè mấy chị, màu xanh lá cây ha. Con chưa có màu xanh lá cây đúng không? Rồi đây nè, ai chốt gấu lên gấu giùm em luôn ha, gấu. Ừ, 5969 giùm em nha. Dạ ok chị Nguyễn Hồng nha, chị có muốn mua thêm rồi. Chị không biết nhắn tin hả chị? Chị không biết nhắn tin sao chị comment được hay vậy? Ý là không biết nhắn tin vô cái trang hả chị? Hồi bữa có bà chị kia cũng mắc cười lắm đó chị. Bà nói là bà chị đó bà không biết chữ, không biết thương mà có ghi âm. Chị có ghi âm thôi, ghi âm đọc địa chỉ nhưng mà là nói là không biết. Chị là không có biết cái gì ta, không có biết ghi cái địa chỉ nhưng mà ghi âm mấy chị hơi ghi âm mà tiếng nói. Thì em mới thắc mắc, ủa tại sao bà chị đó bà comment đó mua đồ được hay ta? Hay là tại vì chị đó người ta mua comment giùm ta? Rồi em qua mẫu với tình yêu ơi. Rồi mẫu này giùm em nè, em còn size từ 21 đến 35kg vừa, 69.000 bộ ngố cho em đây. Ai chốt thì lên giùm em mã này, mã ngố kèm số ký giùm em ha, ngố. Size 21 đến 35kg vừa, ai chốt ngố lên ngố. Mấy chị mua đại 2-3 bộ đi mấy chị, thiệt cũng đỡ tốt nhiều ship. Mà dù ship bên em rẻ nha, ship còn giá 30.000 giùm em. Mấy chị có mua 2-30 bộ cũng 30.000 nha mấy chị. Đó em hỗ trợ phí ship ha. Ok chị Bảo An, cái đó em lên là ngố ha, nhí 59 đại 69. Xét váy cũng nhí 59 đại 69 luôn chị, nhí 59 đại 69 giùm em là có đơn nha. Rồi em qua ít cái này cái đã. Mon em còn 17-18 nè, chờ em lên này xem qua bé trai cho. 17-18 rồi. Hay đấy, cũng quần da. Cái này em còn 17-18-15-16. Ờ, size 29-30 21-22-32-33. Chốt thì bộ mon này đi chị, dễ thương này. Con mon này dễ thương lắm, bộ ngố cho em thôi đây. Ai chốt mon lên mon giùm em nè mấy chị, mon 5969 giùm em nha đây. Ai chốt mon lên mon giùm em đây nè mấy chị. Cưng lắm cái quần mấy chị nhìn nè, xinh lắm luôn á, dễ thương lắm. Ai chốt mon lên mon kèm số ký giùm em. Mon nha mấy chị nha, 5969 giùm em là có đơn. Bé trai chị thích lên hàng gì chị? Bé trai chị thích lên hàng gì chị yêu ơi? Rồi ai chốt thì lên kem mon nha mấy chị nha, mon nè. Đây, kèm số ký giùm em 5969. Bé trai lên ba đôi nha chị yêu ơi, chứ cô tông em hết rồi. Cô tông em hết rồi. Rồi đi chơi cho bé trai hả chị, em ít lắm chị yêu ơi, em ít lắm nha. Em có nói chung là bé trai nhí thì có hơn, chứ bé trai size đại em ít lắm luôn á. Bé trai size đại là em chỉ có size những cái mẫu này rồi em lên cho mấy chị cho. Rồi cái body này nha mấy chị nha, em chốt size từ 18 đến 25kg vừa. Cái body này em xem cho mấy chị trên live 49.700, cực kỳ đẹp cẩu quần ra con. Rồi đi vô đi con, đi là tắm đi, đi vô giờ á. Từ từ thôi để té. Rồi ai chốt body lên body vải đẹp lắm mấy chị, đây form giùm em ha, size từ 18 đến 25kg vừa. Ai chốt thì lên giùm em mấy chị nha, body 49 thiệt luôn, chắc có like này mới có giá 49.000 thôi mấy chị. Cái này cũng chở vô ho. Rồi ai chốt thì em qua ít bé trai nha mấy chị nha. Không biết lên không, chị Nguyễn Hồng nhắn tin em không hiểu, không biết lên chặn ha. Hello chị Ngọc Trần nha, hello chị yêu. Rồi mấy chị muốn lên gì nữa mấy chị? Em còn mấy mẫu bé trai này đẹp quá mà hết size rồi mấy chị, đây dễ thương lắm nè, đây nè. Em còn size này là 25 ha, 25-28kg. Với đại size này giùm em là size 35 nè mấy chị, 35-37kg. Rồi đây em còn màu than nè, có 65.000 đúng dễ thương luôn mấy chị, vải xuất nha, đẹp cực kỳ đây nè. Màu than, ai chốt than lên than giùm em nha, có nhiêu đây rồi mấy chị, còn đúng nhiêu đây là hết luôn màu than. Rồi cái này cho em là màu xám, 25 đến 28kg vừa, màu xám giùm em luôn đây, xám nha mấy chị. Xám giùm em luôn thôi, 65.000, ai chốt lên giùm em nha, còn nhiêu đây là hết chắc, siêu đẹp luôn á mấy chị. Thật sự luôn á. Rồi em qua nha. Rồi khủng long nha mấy chị nha, ai chốt khủng long giùm em.
size 8kg đến 35kg vừa, nhí 59 đại 69 giùm em nó khủng long rồi đó chị. 59 69 giùm em nha, ai chốt khủng long nó khủng long xong kêu mẹ nha Bích ơi. Xong chưa? Ai chốt khủng long nó khủng long 59 69 giùm em mấy chị nha, nhí 59 đại 69 giùm em anh hai mặt luôn. Vải ba đơn hàng loại 1 cho em. Rồi em qua nha mấy chị ha. Rồi mặc quần vô đi con. Rồi em qua chị ơi chút ả à, nào lên mã đó giùm em nha. Bộ xám nào á chị ơi? Chưa, chị sơ hai nè, bộ chị có lấy cái màu. Hình như bộ chị lấy màu trắng thì phải, bộ chị lấy màu trắng thì phải chị. Chị lấy sao nhiêu ký? Màu xám nè, em còn một bộ size 25 27 ký à. Size 25 lộn 25 27 kg đúng không chị? Còn nếu như mà màu than nè, màu than mới là có size 35 37 kg nè chị ơi. Màu than mới có là size 35 37 kg á, màu xám em hết rồi, màu xám còn bộ 27 25 27 kg à. Rồi em qua nha mấy chị nha, ai chốt thì lên giùm em, rồi em qua cái chai nữa đây con mini on. Ai chốt mini on thì lên cho em là màu xanh. Size 8 đến 35 kg vừa luôn, màu xanh cho em nha, nhí 59 đại 69 xanh nè mấy chị. Đó ai chốt xanh thì lên xanh giùm em nha, 5969 hình con mini on đây. Không mặc được ha. Màu xanh giùm em nha, ai chốt xanh lên xanh giùm em luôn màu xanh. Màu xám này ha, ừ đúng rồi chị, màu xám này chị chưa có lấy nha, đây màu than, cái này màu than nè chị chưa có lấy, lấy thì chị sơ anh cái này nè chị. Vải cực kỳ đẹp luôn, lấy cái màu này đi chị, đây nè màu than nè. Đó em còn bộ lấy thì chị 65 ngàn đúng xinh luôn á. Hôm qua em còn một bộ, hôm qua bữa kia em còn một bộ size nhỏ nữa mà chị kia chỉ lấy rồi. Chị kia chỉ lấy rồi. Rồi lớn gì nữa mấy chị lấy mấy chai nữa không? Mấy chị lấy mấy chai để chốt nữa hay lớn gì mấy chị? Chị sao hả lấy thì báo em nha. Rồi màu cam nè, còn trắng nè mấy chị, ai chốt trắng lên trắng giùm em luôn. Được không? Rồi chị chốt ơi. Rồi trắng nè, chốt trắng lên trắng giùm em luôn nha. Đây trắng kẹp số ký giùm em 5969 màu trắng nè mấy chị, đây trắng. Chị nào chốt trắng thì lên trắng giùm em thôi màu trắng. Vài bữa em vẫn bị về lơ cô tông tạo á. Ôi qua em có cô tông tạo có mấy chai đó quên mấy chị xem không ta. Cô tông tạo có mấy chai đó mấy chị. Ok chị Sơn Hải Anh nha, ok chị 65 ngàn, ok chị yêu nè. Đẹp lắm chị, vải cái lô này đẹp hơn cô tông nhiều luôn á, thiệt luôn á. Rồi để mẹ ấy cho. Rồi mấy chị muốn lên gì nữa em còn. Em mấy chị muốn lên gì nữa báo em đi mấy chị em lên cho. Màu bơ nè em còn 2 bộ nè mấy chị, bơ nè. Bơ em còn size 28-30 nè, ba. Em còn size này 30-32 đúng không? Rồi ai chốt bơ lên bơ size 28 đến 32 kg vừa. Đây nè mấy chị màu bơ 59 ngàn, ai chốt bơ lên bơ giùm em, xếp váy cố quần bên trong giùm em nha màu bơ. Được hả? Không được hay để mẹ cho màu bơ giùm em nha đây. Ai chốt bơ lên bơ. Màu bơ.
Chị Nguyễn Hồng thì thích, chị thích chốt cái gì chị? Bé gái 32 kia thích, chị thích chốt cái gì? Ý là đồ ngố không chị? Đồ ngố hay là xách váy giống hồi nãy? Đồ ngố hay là cái gì chị ơi? Đồ ngố hay là xách váy chị? Đây nè, hôm nay em vợ có đầm này nè mấy chị, dễ thương lắm luôn á đây nè. Rồi từ từ cho mấy chút đi. Mấy chị hôm nay em có về đầm này nè, xa từ 12 đến 50 kg vừa, mà em dễ thương lắm đây nè. Chị nào mặc cặp với bé thì mình mặc thôi, đây mới từng yêu quá dễ thương quá đây nè. Em có đăng hình bé mặc hồi sáng á. Đây mẹ lấy lại cho. Trời ơi. Nè đây nè, đây nè, mất xong rồi nè, mất. Mất. Vậy nè, mất, vậy nè. Rồi, mặc vô. Đây này, mặc vô ơi. Để nó mày cắt cho chứ giờ mày đâu cắt được đâu. Mày nấu trong đây rồi, xíu xíu mày cắt cho nha. Này con mặc vô ơi, xíu mày cắt cho. Này ta, con mặc vô ơi. Rồi, ai chốt lên giùm em nha. Đây cái váy này giùm em. Cái váy em có size từ 12kg mấy chị ơi đây nè. Từ 12 giùm em cho đến 50kg vừa, 69.000 đó. Chị nào có chốt thì báo em thôi, dễ thương lắm mấy chị. Rồi em qua. Bé gái 32kg mấy chị muốn lên thì mấy chị. Con mèo nè, con Doraemon, chốt con Doraemon đi chị ơi, đây Doraemon nè. Cái gì cái gì? Doraemon xếp váy nè chị Nguyễn Hồng. Đây nè chị. Được không con, đây màu hồng nè chị, màu hồng con Doraemon dễ thương nè. Rồi rồi chờ mẹ chút rồi, màu hồng Doraemon cho em nha, chốt mã mon. Xe 8 đến 37kg vừa nha. Ai chốt mon thì lên mon giùm em luôn. Đây màu mon nè mấy chị. Đó ai chốt thì lên kem là hình con Doraemon. Màu mon, màu mon. Ai chốt mon lên mon giùm em nha. Con Doraemon. Mon kèm số ký giùm em luôn. Mon là hình con gì đó ta? Ở hình con chuột nè mấy chị. Chuột, chuột, chuột. Chuột luôn. Ai chốt chuột lên chuột giùm em thôi. Hình con chuột. Được chưa? Rồi con chuột nè mấy chị, ai chốt chuột thì lên chuột giùm em thôi. Đây mặt sao size 8 đến 35kg vừa. Đó màu chuột luôn, ai chốt chuột lên chuột giùm em. 5969 mấy chị nha, nhí là 59 đại 69 luôn, hình con chuột. Ngố quá vậy, ok em lên ngố. Trời ơi mấy chị nói gì đó để em lên ha. Ngố thì em lên ngố. Má này chốt cho em là hình cô gái mấy chị nha, cô gái nha mấy chị. Đây ai chốt gái lên gái, ai chốt mã này lên ngố em kèm số ký mấy chị nha. Đây mã này là mã ngố, ngố kèm số ký giùm em luôn. 5969 size em còn size đến 33kg vừa đây nè mấy chị. Mã sao giùm em nè, size đến 33kg vừa giùm em nha. Ai chốt lên kem mã này mã ngố kèm số ký luôn. 5969 mã ngố. Rồi mã này chốt kem là gấu nè mấy chị, gấu. Ai chốt gấu lên gấu giùm em luôn đây. 5969 nha, em còn xe đến 33kg vừa luôn đây. Ai chốt gấu lên gấu giùm em luôn mấy chị. Không, mã này em sale mấy chị 59 nha. Nghe nhí 49 đại 59 nha cho nó nhanh. Mã này chốt kem là gấu nha mấy chị nha, gấu gấu. Ai chốt gấu lên gấu giùm em luôn, gấu. Rồi mã này chốt kem là mã sọc mấy chị nha, sọc giùm em thôi. Đây sọc đen trắng nè mấy chị đây. Ai chốt sọc lên sọc giùm em luôn, màu sọc. Sọc giùm em nha đó, ai chốt sọc thì lên sọc giùm em đây, màu sọc. Màu sọc giùm em nha, tình yêu nào chốt thì lên giùm em màu sọc. Màu sọc. Rồi này chốt kem là con chuột. Con chuột giùm em luôn nha. Đây ai chốt chuột lên chuột không mấy chị thôi. Đây chuột nè. Ai chốt lên chuột giùm em không mấy tình yêu thôi, chuột. Rồi ai chốt mã nào thì lên mã đó giùm em mấy chị nha. Mã nào lên mã đó giùm em rồi. Rồi thêm gì báo em mấy tình yêu ơi.
sọc 21 thì chị phun chút để em coi còn sai không á tiểu ơi. Dạ sọc hết 21 hết ai để tẩy coi. Rồi sọc em hết ạ. Sọc em hết 21 kg rồi chị phun chút ơi, sọc hết 21 kg rồi chị. Sọc em hết 21 kg rồi. Cái này em hết sai rồi chị yêu ơi. Con mèo nè. Cái này em còn lẻ sai thôi mấy chị. Rồi ok, con màu này màu mèo giùm em luôn mèo. Ai chốt mèo đó mèo giùm em ha, con mèo nè mấy chị, mèo. Mèo giùm em nha mèo. Cái này em còn lẻ sai tùm lum mấy chị hỏi nè, em like qua rồi nó lẻ sai tùm lum mà ai chốt gửi ủng hộ em nha mèo. Mẹ em còn size 14 đến 16 kg vừa, size 32 33. Cái gì nữa ám hoài. Màu vàng em còn size 14 15. 23 24 25 32 33. 21, 22, màu vàng này đẹp nè chị Trúc Phương. Màu vàng đẹp nè chị, màu vàng hình cô gái dễ thương. Có bạch tiết ở đây nè chị, màu vàng. Chốt vàng nè chị ơi, vàng nè. Và em còn 21kg nè chị. Vàng dễ thương lắm không ở đây nè chị. Chị Trúc Phương chốt màu vàng nè chị qua đây nè. Rồi ai chốt vàng lên vàng giùm em luôn nha, vàng. Vàng kèm số ký giùm em rồi. Ai chốt gì đó thì lên giùm em nha, để em sợ chị kiếm mới rồi. Vàng, vàng, vàng. Ok chị Phương chúc nha, 69 nha, 21 kg 69. Rồi ok chị yêu nè. Màu vàng đẹp. Em có quần Alibaba nữa, áo laptop quần Alibaba nữa mấy chị muốn xem không? Quần Alibaba nữa mấy chị, nhiều hàng quá. Nhiều hàng không biết lớn gì hết trơn. Con ngựa này cũng đẹp lắm nè chị, chốt ngựa đi, chốt phua con ngựa này cũng đẹp lắm nè, đây chị ơi ngựa nè. Con ngựa Bony nè chị. Đó con ngựa ha đây. Con ngựa Bony này cũng đẹp lắm luôn, đây nè mặt sao giùm em nè, con ngựa ha. Có 21kg luôn á. Ngố quần màu ha, ngố quần màu màu vàng đúng không chị Nguyễn Hồng? Màu vàng đúng không chị? Màu vàng này đúng không chị ơi? Đây đúng không? Màu vàng đúng không chị? Đây nè, màu vàng đúng không chị ơi? Màu vàng đúng không đây? Vàng đúng không? Chắc ok á, ngố quần màu của chị đúng rồi. Còn giờ có lên nào quần màu ở đâu. Ok chị yêu nha, ngố quần màu nè, 69 nè. Con ngựa cũng đẹp á, chị cũng quần màu luôn á. Em không hiểu sao nha, nhưng mà em bán mấy cái đồ lẻ như áo lẻ, quần lẻ, váy lẻ là em bán không được chị. Hồi năm ngoái nha, là em gần tới rồi em mới lấy quần riêng về em bán, không phải là gần tới em mới lấy về em bán luôn chị. Tết phải bán mấy cái đồ đắt không, mà em lấy quần riêng chị nghĩ sao, em lấy sỉ đúng mắt luôn. Về thôi em bán được mấy cái đầu hôm là giá 49 ngàn, còn sao 29 29, rồi sale còn 9 ngàn luôn, em bán không có được mấy chị. Chị Nguyễn Hồng lấy cái nào chị ơi, lấy cái nào á? Ngố quần màu là cái nào chị, mã gì ấy chị, màu hồng hả? Hồng hả chị, hồng này hả? Hồng hả chị, không phải hả? Vậy em không phải hồng, em lấy cái khác, hồng hay sao chị? Quần màu là cái nào ta? Rồi ngựa nè, ai chốt ngựa lên ngựa giùm em nha, ngựa nè mấy chị, ngựa. Ai chốt ngựa thì lên ngựa giùm em luôn, ngựa. Nó nhiều khi mấy chị hỏi em áo lẻ, hoặc là quần lẻ này nọ thì tự em bán không được luôn á. Giống như bộ sách nách vậy mấy chị, giống như là bộ sách nách vậy, có nhiều cái em bán không được, nhiều cái sách nách em bán không được lắm luôn á. Có nhiều chị thì ở chỗ thật có người ta hỏi sách nách. Chị lấy cái nào thì báo em nha chị.
Trời ơi, mấy tình yêu ơi, lấy gì nó không mấy chị. Ừ thì bộ quá, mấy nói chung bộ mặc nhiều hơn, còn mấy cái đó thì để dành đi chơi đồ quá. Nhưng mà em khó bán mấy cái đó quá. Lên size nó không chuẩn, nó chỉ có nghĩa là có bé bụng to, có bé bụng nhỏ, khó thôi. Tại cái nhiều cái nó có gề nút quá, gề nút hoặc là gây kéo đồ chị, nó không được. Chị Nguyễn Hồng lấy nào báo em nha. Đó nè, không phải là em mấy kiểu như nhiều bé mấy chị nó. Rồi mấy chị muốn lớn thì đó, mấy chị em nghỉ nha. Nó không nghỉ thì là khách mới có đơn nhắn tin giùm em nhắn tin yêu, hay là mai em gọi điện nha. Chị nào không nhắn tin là mai em gọi điện nha. Ờ nên là khách mới nhắn tin được rồi nè. Chợ cái gì mất ờ ok. Rồi em nghĩ mấy tình yêu ai đấy thì nó bị áo em nha. Mấy thứ ơi. Rồi em nghĩ nha mấy tình yêu ơi, hình màu con rối đen đây là cái bê cô có không chị? Ừ, con rối bê cô, gấu đen, gấu sọc đen nha ta. Gấu sọc đen. Rồi em nghĩ nha mấy tình yêu ơi, khách là có đơn inbox giùm em nha mấy chị nha. Rồi em nghĩ mấy chị nha. Chị mẫu chị gửi em là em còn hình con gấu sọc trắng đen chị ha, còn gấu sọc con sọc trắng đen còn nè, màu vàng em còn, với là hình cô gái màu xanh dương em còn là ba bộ chị nha. Có lấy thì báo với em thôi, rồi em đi đơn cho chị luôn nha chị nha. Rồi mấy tình yêu ơi, có đơn nhắn tin giùm em nha mấy chị nha. Rồi cảm ơn mấy chị đã ủng hộ em mấy chị ha, chúc mấy chị ngủ ngon nha mấy chị nha. Ờ, chúc mấy chị ngủ ngon nha mấy chị nha. Hẹn mấy chị tối mai nha mấy chị nha. Hẹn mấy chị tối mai thôi. Rồi bye bye, cảm ơn mấy chị nhiều nha mấy tình yêu ơi.